Chương 2300, người nói xấu chết thượng. Nói một cách đơn giản, hắn đã cùng quy tắc hệ thủy nơi này đồng hóa. Hai trường, một trường, Lăng Hàn còn đi về phía trước, cuối cùng đứng ở bên cạnh đầm nước, đi lên trước một chút xíu nữa chính là nước lạnh lẽo âm trầm. Trước nay chưa từng có, đây chỉ có tiên vương mới có thể làm được, hiện tại xuất hiện ở trên người một tên phân hồn cảnh. Trời ạ, à, đây là quái vật gì? Lăng Hàn ngồi khoanh chân, hắn mới chẳng muốn để ý người khác là nghĩ như thế nào ở khoảng cách này nếu có thể xúc động ra âm hồn ngọc, vậy hắn hóa ra phân hồn chính là mạnh nhất trong âm hồn. Vù, hắn thả ra thần thức, lan tràn vô tận. Thần thức tản ra đương nhiên là lập thể, nhưng sau khi tiến vào phương hướng đầm nước, thần thức của hắn lại gặp phải cản trở. Không đúng, cái từ cản trở này không quá đúng, phải nói là một vùng lầy để thần thức của hắn rất khó tiến tới. Mà lúc này, hắn có thể nhìn thấy bốn phía đầm nước có từng khối từng khối đá ong ánh. Đây chính là âm hồn ngọc nếu thần thức của hắn đạt được cộng hưởng với một khối trong đó, khối âm hồn ngọc kia sẽ tự động bay ra đầm nước, trở thành vật dẫn cho đạo phân hồn thứ hai của hắn. Nhưng Lang Hàn không có ý nghĩ dừng lại, mà giật động thần thức tiếp tục đi xuống. Hắn đi tới bờ đầm, là muốn đạt được âm hồn ngọc tốt nhất, mà âm hồn ngọc tốt nhất đương nhiên là ở nơi sâu xa nhất của đầm nước, sao có thể ở gần bờ. Hắn tiếp tục đi xuống, cực kỳ gian nan. Đây đối với thần thức tiêu hao thực sự là quá to lớn, không lâu lắm Lang Hàn liền cảm thấy tinh thần uể oải, hận không thể ngã đầu liền ngủ nhưng nếu ngủ vậy thì thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao được lăng hàn cắn răng anh dũng đi về phía dưới một ngày hai ngày ba ngày mỗi nhiều hơn một khắc lăng hàn đều cảm giác mình đạt đến cực hạn nhưng hắn nhiều lần đột phá cực hạn của mình đổi mới kỷ lục rốt cục lăng hàn hơi choáng nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy đáy của đầm nước nơi đó chỉ có một khối ngọc thạch đang tản mát ra ánh sáng nhu hòa màu xanh biếc Lăng hàn lập tức bay lên một luồng cảm giác, đây chính là âm hồn ngọc hắn cần tìm. Hắn giật động thần thức, đâm về khối âm hồn ngọc kia. Âm, um, thần thức của hắn đụng vào trên tảng đá, rõ ràng không có bất luận thực thể tiếp xúc gì, lại làm cho hắn cảm giác cả người run lên, đầu muốn nứt ra. T, thật cứng cỏi, theo lý mà nói, thần thức vô hình, có thể xuyên thấu tất cả, tại sao gặp phải tảng đá kia liền không được. Đây chính là nguyên nhân nó có thể trở thành vật dẫn của phân hồn đi. Lăng Hàn không ngừng xung kích khối âm hồn ngọc kia, tuy một lần lại một lần bị gãy trở về, nhưng bất khuất kiên cường. Khối âm hồn ngọc này là khối to nhất Lăng Hàn thấy, mà quả thật có thuyết pháp như vậy, âm hồn ngọc càng lớn, hiệu quả liền càng tốt. Hơn nữa, khối âm hồn ngọc này cũng ở nơi sâu xa nhất của đầm nước, tin tưởng chính là vương của âm hồn ngọc. Hoặc là không muốn, muốn liền muốn tốt nhất, Lăng Hàn tranh đấu với khối âm hồn ngọc này, không thu phục nó, hắn thể không bỏ qua. Âm, 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 mỗi lần va chạm, hắn đều giống như một con cá không tự lượng sức va vào đê đập thâm hậu, tuyệt đối không thể phá đê, mà sẽ chỉ làm mình vỡ đầu chảy máu. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, một lần va không phá liền va lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ cần hắn không buông tha, vậy cuối cùng có một ngày đê đập sẽ bị hắn xông hủy. Thời gian cứ như thế vội vã trôi qua, chớp mắt một cái, nửa năm trôi qua, lại chớp mắt một cái, mười năm trôi qua. Ba mươi năm, 50 năm mươi năm, một trăm năm, bên cạnh đầm nước, sớm đã có người thu được âm hồn ngọc, hoàn thành đột phá, hài lòng rời đi, cũng có người ở đây không biết đợi bao nhiêu năm, không thể không tạm thời rời đi, bởi vì hắn còn có người quan tâm, không thể vẫn đợi ở chỗ này. Có điều, xúc động âm hồn ngọc vốn là một sự tình cực kỳ tốn thời gian, thông thường mà nói là 100 năm lên, sau đó là 1.000 năm đến đỉnh, nếu như 1.000 năm còn không cách nào xúc động âm hồn ngọc, vậy phải đổi một khối thử xem, nếu không khẳng định đừng đùa. Bất kể là lăng hàn, hay nữ hoàng, hổ nữ, như yêu nữ, cũng không có xúc động âm hồn ngọc, ở chỗ kia ngồi bất động như đá. 200 năm, 500 năm, 800 năm, người mới đi vào, nhìn thấy phụ cận đầm nước lại có bốn người, cũng sẽ giật mình rơi con ngươi. Đặc biệt là lăng hàn, ngay ở bên cạnh đầm nước, lấy tay liền có thể chạm tới đầm nước, đây là sự tình hầu như chỉ có tiên vương mới có thể làm được. Một ngàn năm, veo, một vệt ánh sáng từ trong đầm nước đột nhiên vẽ ra, là một khối ngọc thạch, sau đó bắn nhanh về phía nhu yêu nữ, gãy một cái, nện ở trên gáy của nàng, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà như trâu bùn vào nước, nhanh chóng thẩm thấu vào. Chỉ một cái chớp mắt mà thôi, khối ngọc thạch này liền biến mất không còn tăm hơi. Nàng đạt được âm hồn ngọc, ở nơi 28 trượng đạt được âm hồn ngọc, tan vào phân hồn, tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Điền hách cũng chỉ ở nơi 30 trượng đạt được âm hồn ngọc, hầu như đánh bại toàn bộ địa hồn cảnh ở khu vực tinh thành chúng ta, cô gái này. Nhất định sẽ càng thêm lợi hại lẽ nào ngay cả thiên hồn sơ kỳ cũng có thể tới đánh. Vậy cũng chỉ có đến thời điểm đó mới biết, ở dưới ánh mắt ước ao, ghen tị của mọi người, như yêu nữ bắt đầu dung hợp âm hồn ngọc, xung kích âm hồn. Có điều, còn có ba người làm sao một chút động tính cũng không có. Đã một ngàn năm, gần giống như đến mức tận cùng rồi. Bọn họ khẳng định không tự lượng sức, muốn xúc động âm hồn ngọc vượt qua trình độ bọn họ, kết quả tự nhiên không thể thành công phải cho rằng nhiều hơn trước vài bước liền nhất định có thể xúc động âm hồn ngọc tốt nhất sao thực sự là ngây thơ người biết chọn ngọc ngọc cũng biết chọn người những người tầm mắt hạn hẹp kia lại bắt đầu nói mát có điều ba người lăng hàn xác thực dùng vượt qua một ngàn năm để những người khác không thể nói gì được e là ba người này đã đổi mục tiêu bằng không chỉ có phần phí công hai ngàn năm sao ba người bọn hắn còn chưa thành công đúng vậy thiên tài như vậy phải rất dễ dàng xúc động âm hồn ngọc a à. kha kha lẽ nào các ngươi không biết, có thật nhiều thiên tài mới đầu kinh diễm tuyệt thế, nhưng chẳng mấy chốc sẽ phai mờ, ta xem, ba người này là được rồi. Trường 2301, người nói xấu chết hạ. Hiện tại chúng ta không bằng bọn họ, nhưng khi chúng ta đặt chân thiên hồn, thậm chí bước vào tiên phủ, ba người này nói không chắc còn ở dương hồn, vậy chúng ta một tay liền có thể chấn áp bọn họ. Những người kia càng ngày càng trắng trợn không kiêng rè, chỉ có đầu ngu, người tầm thường mới sẽ mấy ngàn năm không thể thu hoạch, người bình thường ở ngàn năm khẳng định có thể đạt được âm hồn ngọc hai cái cô gái kia thực không tồi thời điểm ta trở thành thiên hồn kha 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 ha 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 hi 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 bọn họ không chỉ làm thấp đi ba người lăng hàn thậm chí còn bắt đầu có ý nghĩ không chính đáng với nữ hoàng hổ nữ dùng ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm hai nữ đùng 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 bóng người bay tán loạn như dơm dạ chỉ thấy thân hình của nhu yêu nữ dừng lại nhưng mị nhãn đảo qua lại đằng đằng sát khí vừa nãy chính là nàng ra tay, đánh bay những người miệng bẩn kia. Ngươi, những người bị đánh bay kia đều dồn dập bò lên, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm nhu yêu nữ, có thế hợp nhau tấn công. Nhu yêu nữ nở nụ cười xinh đẹp, các vị, đi trong đầm nước tắm không, lời này, quyến rũ tận xương, khiến người ta tim đập thình thịch. Những người kia lộ ra vẻ dễ dụa, nhưng rất nhanh trên mặt đều hiện ra vẻ sắc thụ hồn cùng, càng có chút mờ mịt, thật bước tới Ngọc Đàm. Ngọc Đàm là nơi nào? Hàn khí xâm cốt, là nơi quy tắc hệ thủy trí cao, tương đương với một vị tiên vương, ngay cả thang nguyên cảnh cũng không dám trực tiếp đi đụng vào đầm nước. Mà ở trong phân hồn cảnh, dương hồn hoàng giả cũng chỉ có thể đi tới nơi 30 trượng, đế giả cũng chỉ có thể gần khoảng 10 trượng. Những người khác, ở nơi 50 trượng cũng đã rất đáng gờm. Những người này ngay cả vương giả cũng không có, tự nhiên là cực kỳ phổ thông, đi về phía trước không bao lâu, cả người bọn họ liền bắt đầu băng xương, nước mũi không tự chủ được chảy ra, nhưng vừa chảy ra liền hóa thành băng treo ở dưới mũi. Sắc mặt của mỗi người đều như giấy trắng, không bao lâu liền có một người dừng bước, cũng vĩnh viễn ngừng lại, hóa thành một tượng băng, nếu như không có người đi quản, hắn sẽ ngàn vạn thế mà đứng ở nơi đó, cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Không có đủ thực lực, tuyệt đối không nên vọng tưởng tiếp cận Ngọc Đàm. Có người thứ nhất thì có người thứ hai, thứ ba, càng ngày càng nhiều người hóa thành tượng băng. Yêu, yêu nữ, những người khác đều nhìn mà hoảng hốt nếu như những người này bị nhu yêu nữ ném vào đầm nước mà đông chết vậy bọn họ chỉ có thể cảm thán sức chiến đấu của nhu yêu nữ mạnh dù sao người ta cũng là hoàng giả hơn nữa còn là thiên kiêu trong hoàng giả vậy nắm giữ năng lực như vậy cũng không kỳ lạ nhưng nàng chỉ là nở nụ cười xinh đẹp những người này biết rõ phía trước là tử địa cũng mỉm cười đi tới đây là năng lực đáng sợ cỡ nào nếu như nàng muốn mình đi giết người yêu con cái cha mẹ bằng hữu thì sao vậy mình cũng đi chấp hành sao chờ tỉnh táo lại sẽ thống khổ như thế nào yêu nữ thật đáng sợ thật đáng sợ nhu yêu nữ quét mọi người một chút không nói gì nhưng ý nghĩ nên biểu đạt đã hoàn toàn biểu đạt ra rồi ai cũng không thể nói xấu lăng ra chúng ta ai nói liền chết bá đạo chính là bá đạo làm sao không phục đến đánh nhau này vừa lập uy tất cả mọi người liền thành thật đến không thể thành thực hơn đừng nói vương giả ngay cả hoàng giả đến cũng không thể là đối thủ của nhu yêu nữ hiện tại nàng bước vào âm hồn sức chiến đấu có thể quét ngang địa hồn, ngay cả thiên hồn cũng có thể miễn cưỡng đánh. 3.000 năm, 4.000 năm, 5.000 năm, xeo, xeo, hai tia sáng hầu như trong cùng một lúc từ trong đầm nước bắn ra, đó là hai khối âm hồn thạch, phân biệt bắn về phía nữ hoàng cùng hổ nữ. Lăng Hàn không ngừng trùng kích khối âm hồn ngọc, tuy bị bắn ngược trở lại nhiều lần nhưng hắn vẫn kiên trì không bỏ. Khối âm hồn ngọc này là khối to nhất Lăng Hàn từng nhìn thấy, đúng là có đạo pháp, âm hồn ngọc càng lớn, hiệu quả lại càng tốt. Hơn nữa, khối âm hồn ngọc này đã ở nơi sâu nhất trong hàn đàm, tin tưởng chính là âm hồn ngọc chi vương. Hoặc không muốn, đã muốn phải là thứ tốt nhất, lăng hàn đấu với khối âm hồn ngọc, lăng hàn không chiếm được nó thể không bỏ qua. Oanh, 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 mỗi lần va chạm, hắn giống như không biết lượng sức mình đánh đập phá bờ dê, tuyệt đối không đập được cái đê sẽ không bỏ qua, hơn nữa bản thân hắn cũng đầu rơi máu chảy. Đối với lăng hàn mà nói, một lần đập không được thì lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ cần hắn không buông bỏ, như vậy sẽ có ngày hắn thành công phá hủy Bờ Đê. Thời gian trôi qua vội vàng, chỉ trong nháy mắt đã qua 10 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm, bên cạnh Thủy Đàm đã sớm có người đạt được Âm Hồn Ngọc hoàn thành đột phá và vui vẻ rời đi, cũng có người chờ ở nơi này không biết bao nhiêu năm, không thể không tạm thời rời đi, bởi vì đó cũng là người có tâm, không thể vẫn chờ ở nơi này. Muốn dẫn động Âm Hồn Ngọc là chuyện cần thời gian, bình thường mà nói cần 100 năm sau đó là một ngàn năm đến đỉnh nếu như một ngàn năm vẫn không thể dẫn động âm hồn ngọc thì phải đổi khối khác, bằng không khẳng định không thu được. Cho dù lăng hàn hay nữ hoàng, hổ nữ, như yêu nữ đều không có dẫn động âm hồn ngọc, vẫn ngồi đó như tảng đá. 200 năm, 500 năm, 800 năm, nhân vật mới tiến đến, thời điểm nhìn thấy bên cạnh thủy đàm có bốn người đều giật mình mở to mắt. Nhất là lăng hàn, hắn ở ngay bên cạnh thủy đàm, lấy tay sờ vào đầm nước, đây là chuyện chỉ có tiên vương mới làm được. Một ngàn năm, chương 2302, người nói bậy, chết. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, hai đạo hào quang cùng một thời gian bay ra khỏi đầm nước, đó là hai khối âm hồn thạch, phân biệt bay về phía nữ hoàng và hổ nữ. Ông, ông, lúc âm hồn ngọc chạm vào chán của hai nàng, tốc độ của chúng hơi chậm lại, sau đó trực tiếp tiến vào trong đầu với tốc độ kinh người. Thân thể nữ hoàng và hổ nữ run rẩy thân thể mềm mại bắt đầu sáng lên như thân thể quang minh, ký hiệu đại đạo bộc phát, hào quang chói mắt, hơn nữa các nàng có dung nhan tuyệt thế, người chung quanh bị hấp dẫn không nhỏ. Mọi người rất thích nhìn các nàng, càng hiếu kỳ các nàng dẫn động âm hồn ngọc thế nào. Dựa theo chiều sâu của âm hồn ngọc khác nhau, chúng bị phân thành 10 đẳng cấp, nói như vậy, âm hồn ngọc ngoài ngũ tinh là phạm vi của vương giả. Các nàng đều là đế giả đỉnh cấp, cho dù mấy lần trước không thành công, hiện tại lui một bước vẫn có thể thu được âm hồn ngọc chân quý. Ta đoán là cửu tinh, ân, thập tinh là không thể nào, cửu tinh đến bát tinh. Bát tinh, dù sao đã qua 5.000 năm, khẳng định các nàng lui nhiều lần, không có khả năng đạt được cửu tinh. Tất cả mọi người hiếu kỳ, cũng không xem trọng hai nàng. Bọn họ cũng không biết, hai nữ cùng giống lăng hàn, đều là người truy cầu hoàn mỹ, đương nhiên phải tìm được âm hồn ngọc trong phạm vi cực hạn của các nàng. Đúng vậy, các nàng dùng 5.000 năm dẫn động cùng một khối âm hồn ngọc, trời không phụ lòng người, các nàng thành công. Hai nữ cũng không nhúc nhích, lúc này rót phân hồn vào âm hồn ngọc, luyện hóa thành phân hồn thứ hai của các nàng. Quá trình này rất nhanh, các nàng chỉ cần 3 ngày là hoàn thành, các nàng lại ngưng tụ phân thân thứ hai, thiên kiếp giáng xuống đánh vào đỉnh đầu của các nàng. Thiên kiếp như có mắt, tuyệt đối không có chuyện đánh không chúng, thiên kiếp của hai nữ vô cùng kinh người, lôi đình quét qua núi đá, lôi đình quy tắc vô cùng đáng sợ có thể làm đế giả hương gân động cốt, thậm chí có thể tiêu diệt đế giả. Cho nên mọi người hoảng sợ bỏ chạy ra xa, cách hai nữ càng xa càng tốt. Cũng may hai nữ cũng không muốn quấy nhiễu lăng hàn, đều rời khỏi sơn cốc mới độ kiếp nếu không sẽ có rất nhiều người không thể tránh được. Nửa ngày sau thiên kiếp biến mất, hai nữ đều thành công tấn cấp âm hồn. chương 2303, cửu thải âm hồn ngọc. Các nàng bộc phát khí thế kinh người, thực lực hiện tại tiến thêm một bước, uy thế vô cùng kinh người, căn bản không người nào dám nhìn thẳng. Ha ha, nữ muốn một đánh người, hổ nữ kêu to hoa hoa, nữ hoàng nhìn lên bầu trời, nàng cũng có một địch nhân, đó chính là kỳ vô danh. Nàng từ xưa tới nay vô cùng cao ngạo, kỳ vô danh ba phen mấy bận đánh bại nàng, lăng hàn bị chèn ép không có tính tình, nữ hoàng cũng nghẹn một bụng tức giật, muốn vãn hồi mặt mũi. Lăng hàn thì sao, lăng hàn vẫn ngồi đó, hắn đang câu thông với âm hồn Ngọc Chi Vương, năm ngàn năm qua đi, hắn căn bản không có tiến triển. Đối với cái đê lớn này, hắn chẳng khác gì con cá đánh lén suốt năm ngàn năm, cho dù 500 triệu năm cũng không có hiệu quả. Lăng hàn vẫn không buông tha, hắn biết rõ mình còn thua kém Kỳ vô danh, đối phương dưới tình huống không có phân hồn lại đánh ngang tài ngang sức với hắn, nếu như đạt tới trạng thái mạnh nhất, có lẽ hắn không địch lại. Như vậy, Lăng Hàn muốn tiến thêm một bước, hơn nữa phải là tốt nhất. Thứ nhất, hắn muốn ngưng tụ phân hồn mạnh nhất. Thứ hai, hắn muốn đạt được thổ chi bản nguyên, lại nâng cao uy lực bổn nguyên va chạm một bước. Năm ngàn năm không được, vậy thì thêm năm ngàn năm, một vạn năm, tuyệt đối không thể vì chút lòng tham mà lỡ nhiều việc. Sáu ngàn năm, bảy ngàn năm, tám ngàn năm, thời gian như thoi đưa, người tiến vào âm hồn cốc đổi một đám lại một đám nhưng truyền thuyết lang hàn không ngừng truyền lưu ra ngoài, dù sao hắn an vị bên cạnh đầm nước, ai dám xem nhẹ hắn. 9.000 năm, lang hàn ngày qua ngày vẫn làm một việc, hắn dùng thần thức va chạm với âm hồn ngọc, thời điểm chính hắn cũng chết lặng, ông, hắn lại tiến vào bên trong. Âm hồn ngọc, thậm chí ngay từ đầu hắn không phát giác, thời điểm muốn lui ra ngoài trùng kích lần nữa liền tỉnh ngộ. Thành công, hắn thành công, ngóa, Thần thức Lăng Hàn rót vào trong khối âm hồn ngọc kia, nó dùng tốc độ nhanh kinh người thoát ra khỏi đầm nước sau đó tiến vào trong đầu của hắn. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không tránh né, nó lập tức tiến vào thức hải của hắn, trở thành một phần của hắn đương nhiên sẽ không đả thương hắn. Trời ơi, khối âm hồn ngọc, là âm hồn ngọc. Quá lớn rồi, ít nhất lớn hơn khối của ta gấp 10 lần, cái gì gấp 10, gấp 20 đấy. Hào quang chín màu tỏa ra, điều này sao có thể đúng thế, không phải âm hồn ngọc chỉ có một màu hay sao? Người trong cốc ôm đầu kinh hô, Lăng Hàn dẫn động khối âm hồn ngọc này làm mọi người khiếp sợ. Âm hồn ngọc tiến vào thức hải, Lăng Hàn không chút do dự vận chuyển huyền âm mẫu thủy rót vào trong khối bảo ngọc này. Hồn thai ngưng tụ thành, cũng bắt đầu ấp trứng. Ba ngày ngắn ngủi sau đó, thân thể Lăng Hàn run rẩy, một đạo nhân ảnh sinh ra trong người của hắn. Âm hồn là phân hồn thứ hai của hắn, cũng có thể xưng là huyền âm mẫu thủy phân hồn. Loàng xoàng trên bầu trời có mây đen rậm rạp thiên kiếp đã sinh ra lăng hàn thét dài hắn lao ra bên ngoài sơn cốc thiên kiếp của hắn vô cùng đáng sợ quả nhiên hắn vừa ra khỏi sơn cốc liền bị lôi đình đánh trúng nó giống như thiên long vừa thô vừa to muốn đuổi giết hắn tại chỗ lăng hàn nhàn nhã dạo chơi thực lực của hắn khí lực vượt xa âm hồn tuy thiên kiếp của hắn đáng sợ hơn âm hồn rất nhiều nhưng có mạnh hơn nữa cũng có hạn mức cao nhất dù sao thiên địa bất nhân xem tất cả ngang hàng, cho nên nó cũng không cố ý làm khó dễ lăng hàn. Lần này hắn không tự toái thần cốt, khi cảnh giới càng ngày càng cao, thần cốt càng ngày càng khó tự toái, hơn nữa chỉ bị lôi đình rèn luyện cũng rất khó đạt được hiệu quả tăng cường. Có thể dùng bổn nguyên chi lực tiến hành cường hóa, tiểu tháp lên tiếng, lăng hàn đã sớm quen với việc nó không lên tiếng, hoặc là đột nhiên nói chuyện với hình thức dọa người, cũng không kỳ quái, nói. Ta chỉ có bốn đạo thiên địa bổn nguyên, được không? thổ quy tắc vốn có khuynh hướng phòng ngự, cho nên người muốn tăng khí lực lên tận cùng, thổ chi bản nguyên là thứ phải có. Tiểu tháp nói ra, lăng hàn gật đầu, bổn nguyên va chạm của hắn cần thổ bản nguyên, hiện tại cần tăng cường khí lực, suy nghĩ này càng trở nên bức thiết hơn rất nhiều. Bởi vì nghĩ tới việc này, hắn không quan tâm ứng phó thiên kiếp, tiện tay vung một đấm, đánh lôi đình bắn tung tóe ra khắp bốn phương tám hướng. a à, có người thét lên, hắn không cẩn thận bị lôi đình của lăng hàn đánh trúng, đau tới mức kêu oa oa số tiểu tử ngươi có mắt sao, muốn ăn đòn đúng không? Lại có đại cô nương tướng mạo xinh đẹp, nàng tức giận lườm lăng hàn, nàng bị dư uy của lôi đình ảnh hưởng, khá tốt chỉ chúng một ít, nếu không cho dù có tu vi tam chảm cũng phải chết không nghi ngờ. Lăng hàn cười cười, nói, thật xấu hổ, chờ sau khi ta độ kiếp xong lại nợ ẩn lỗi với các ngươi. Độ kiếp đối với lăng hàn mà nói là việc rất nhỏ, qua nửa ngày mây đen biến mất, mặt trời sáng sủa xuất hiện, nếu bầu trời không có mặt trời, vĩnh viễn chỉ có ngôi sao làm đẹp thiên kiếp qua đi cũng đại biểu Lăng Hàn chính thức bước vào âm hồn cảnh. Hỗn đản, người phỉa bồi thường cho ta, thiếu nữ xinh đẹp kêu lớn, cũng không bởi vì Lăng Hàn là âm hồn mà nàng mất đi dũng khí, nàng không khác gì lão hổ. Lăng Hàn, ba người nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ lại chạy tới, tiểu cốt vẫn có biểu lộ mốc nghếch, đừng nói 9.000 năm, cho dù là 9.000 tỷ năm qua đi với nó mà nói không có gì thay đổi. Xinh đẹp, tỷ tỷ xinh đẹp, thiếu nữ xinh đẹp nhìn nữ hoàng các nàng, Đôi mắt tỏa sáng, cũng không so đo chuyện lăng hàn độ kiếp ảnh hưởng tới mình. Ô, ai vậy? Nhu yêu nữ tò mò hỏi. Oan gia chết tiệt này quá lợi hại, độ thiên kiếp cũng có thể cấu kết tiểu cô nương, thật không biết xấu hổ. Tại sao ngươi không cấu kết với ta? Tỷ tỷ xinh đẹp, ta là trần xương xương. Thiếu nữ nhảy lên, sau đó dùng ánh mắt si ngốc nhìn Nhu yêu nữ. Tỷ tỷ, ta có thể giúp gì hay không? Nhìn thấy bộ dạng mê đắm của nàng, nữ hoàng các nàng đều kinh ngạc nếu không phải nữ hài này là nữ nhân hàng thật giá thật, tuyệt đối sẽ bị cho rằng là nam giả nữ trang cố ý chiếm tiện nghi. Nàng dùng ánh mắt của con chó con nhìn nhu yêu nữ, dường như chỉ cần nhu yêu nữ lắc đầu sẽ làm nàng khóc. Tiểu cốt nhìn thấy nhân vật mới, hứng thú học vẹt tăng vọt, cũng dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nhu yêu nữ. Tỷ tỷ xinh đẹp, ta là Trần Sương Sương, chương 2304, con dâu tương lai. Không được, nhu yêu nữ vội vàng dơ chân, Tuy tiểu cốt lớn lên giống lăng hàn nhưng hắn chỉ là một cục xương mà thôi, nhưng tay nàng làm sao để nam nhân thứ hai chạm vào. Tuyệt đối không được, tỷ tỷ, trần xương xương kêu dài. Tỷ tỷ, tiểu cốt hứng thú không giảm, trần xương xương giận dữ, chính ra hỏa này mò mẫn vào làm hại tỷ tỷ xinh đẹp không nhìn nàng, vô cùng ghê tởm. Tiểu cô nương, người nói muốn bồi thường thế nào, lăng hàn cười nói, ai là tiểu cô nương, hai tay trần xương xương chống eo, lúc này tức giận nhìn lăng hàn bổn cô nương còn lớn tuổi hơn ngươi nhiều đấy. Đúng thế, tính mạng chi hỏa của nàng thiêu đốt mấy ngàn vạn năm, tuyệt đối còn lớn hơn lăng hàn nhiều, nàng không những lớn hơn lăng hàn, cũng muốn lớn hơn nữ hoàng, nhu yêu nữ, bây giờ lại vô sỉ gọi nhu yêu nữ là tỷ tỷ, không biết xấu hổ gì cả. Lăng hàn cười ha ha, bồi chút tinh thạch là được, không được, trần xương xương lắc đầu, nàng lấy một túi thuốc ra, nói. bổn cô nương tiếp nhiệm vụ tông môn chạy tới ngắt ma vân cô, có còn thiếu một gốc là xong việc, lại bị dư âm ảnh hưởng từ thiên kiếp của ngươi phá hư túi nấm kết quả ma vân cô bên trong bị hư cả rồi ta muốn bồi nàng đi hái ma vân cô lăng hàn nói với ba nữ nữ hoàng nói bồi chút tinh thạch là được nàng cực kỳ ngạo kiều chịu bồi tinh thạch đã không tệ trực tiếp diệt khẩu khổ nữ lộ ra vẻ mặt hung ác nàng rất ưa thích dọa người có đôi khi ngươi không thể phân rõ nàng đang dọa người hay muốn giết người như yêu nữ vừa muốn mở miệng đã thấy lăng hàn dựng thẳng bàn tay lên Ngươi có ý kiến, ngóa, nhu yêu nữ hận nghiến răng, thật muốn cắn chết nam nhân ghê tởm này cả vạn lần. Tỷ tỷ, nam nhân này tuyệt không quý trọng ngươi, nhanh rời khỏi hắn đi. Trần Sương Sương thừa cơ lên tiếng, tính toán, theo ngươi hái ma vân cô vậy, Lăng Hàn nói ra, đừng nói ủy khuất như thế, việc này là ngươi phải đền cho ta. Trần Sương Sương cũng rất xinh đẹp, vậy thì đi thôi, bọn họ đi trong rừng rậm tối tăm, tuy ma vân cô là đặc sản nơi này nhưng cũng không phải nơi nào cũng có hơn nữa người hái thuốc rất nhiều, bởi vậy cần phải có thời gian tìm kiếm. Trần cô nương, ngươi là người tông môn nào, nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, như yêu nữ lại nói chuyện với đối phương. Tỷ tỷ, ta là người thiên thánh cung, Trần Sương Sương lập tức trả lời, ân, lăng hàn sướng sờ, quay người hỏi, ngươi là người thiên thánh cung, làm gì vậy, bị dọa sợ sao, Trần Sương Sương dương dương đắc ý, thiên thánh cung chính là thế lực tiên vương bát trọng, cũng là tồn tại đỉnh cấp trong tiên vực. Nội tâm lăng hàn kích động, nói vậy ngươi có biết người tên là lăng kiến tuyết hay không con trai bảo bối của hắn bị đưa tới thiên thánh cung đây là hổ nữ nói cho hắn biết ồ tại sao ngươi biết lăng sư đệ trần sương sương nhìn sang lăng hàn a à, ta hiểu rồi ngươi cũng biết lăng sư đệ gần đây thành đệ tử hạch tâm cho nên muốn đi theo tùy tùng hắn đúng không tùy tùng con mình lăng hàn cười cổ quái nói sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú trần sương sương lại cho rằng mình đoán đúng dương dương đắc y nói Ngươi nên dụng tâm nịnh nọt bổn cô nương, bởi vì lăng sư đệ nghe lời ta nhất. Vậy sao, lăng hàn thuận miệng nói một câu, sau đó lại liếc mắt nhìn sang nữ hoàng. Nữ hoàng hiểu ý, đi lên hỏi, nói chuyện của ngươi và kiến tuyết đi. Trần Sương Sương lập tức luống cuống tay chân, nàng ưa thích mỹ nữ, cũng không phải giới tính có vấn đề, mà lại yêu thích sự vật xinh đẹp. Nữ hoàng và hổ nữ đều rất đẹp, đẹp tới mức nàng bị áp lực, chỉ dám vụng trộm nhìn vào mắt, hỏi gì đáp nấy hiện tại bị nữ hoàng hỏi trước mặt làm cho trái tim nàng đập loạn kích động suýt ngất đi nhưng lần này nữ hoàng liên tục hỏi thăm cuối cùng nàng cũng hỏi chuyện của lăng kiến tuyết a à, đám người lăng hàn nghe xong liền hiểu rõ thì ra lăng kiến tuyết ưa thích sư tỷ này trần sương sương lại rất vì tiện căn bản không phát giác tâm ý của lăng kiến tuyết với mình còn tưởng rằng hai người vẫn là sư tỷ đệ tốt vừa nói như vậy ánh mắt lăng hàn nhìn trần sương sương đã khác là con dâu tương lai nha Ui uy ui, uy, người dùng ánh mắt gì nhìn ta thế, là lạ. Trần Sương Sương bị dọa sợ, bổn cô nương cảnh cáo ngươi, không nên đánh chủ ý lên người ta, đó là chuyện không thể nào. Vì cái gì, Lang Hàn cười nói, chẳng lẽ bởi vì Lăng Sư đệ sao? Hừ, người truy cầu bổn cô nương không có một vạn cũng có tám ngàn, mới chướng mắt loại người tâm địa gian xảo như các ngươi. Trần Sương Sương tỏ vẻ xem thường, số nam nhân này một mình chiếm ba tỷ tỷ Mỹ lệ như vậy làm cho nàng đỏ mắt gần chết, tự nhiên không có nửa điểm hào cảm với Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, mặc dù thần kinh của con dâu này vừa thô vừa to, hơn nữa yêu thích cổ quái nhưng bản tính cũng rất lương thiện, cũng không có tâm tư thâm trầm cho nên hắn rất thỏa mãn. Lại đây, lại đây, ta nói người có thể không dùng ánh mắt cổ quái nhìn bổn cô nương hay không? Trần Sương Sương khó chịu lên tiếng, Lăng Hàn giơ hai tay, nói, tốt, 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 không nhìn ngươi là được rồi. Về sau cô nàng này biết rõ mình chính là công công của nàng, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào nghĩ lại mà hứng thú đột nhiên Lăng hàn phát hiện mình kỳ thật là người thích thú vị tả ác đúng rồi lang sư để kể cận ngươi như thế tại sao không thấy hắn đi theo ngươi tới đây lang hàn hỏi đừng đề cập gia hỏa này gần đây đắc tội với người đang bị phê bình trần sương sương lắc đầu nàng lộ ra vẻ mặt tức giận xảy ra chuyện gì nhu yêu nữ liền vội vàng hỏi tiểu tử này a à, tính tình vừa cứng lại vừa cứng đã trở thành đệ tử hạch tâm lại cố gắng một chút nói không chừng sẽ lọt vào danh sách thánh tử hơn nữa cháu gái cửu hoa thái thượng trưởng lão lại vừa ý hắn cố ý muốn gả cho hắn nhưng tiểu tử này lại cự tuyệt trần sương sương hận hắn không tranh giành nói tiểu tử ngu xuẩn cho dù cự tuyệt cũng nên uyển chuyển một chút hắn tốt rồi chẳng những cự tuyệt trước mặt còn nói rõ có người yêu mến thật đần hiện tại tốt rồi cửu hoa thái thượng trưởng lão cũng tức giận hạ lệnh giam hắn lại lúc nào hắn hồi tâm chuyển ý mới thả hắn ra ai Ngươi nói tiểu tử này ngu xuẩn hay không? Trần Sương Sương vừa nói vừa nhìn nhu yêu nữ, biểu lộ thập phần phong phú. Bốn người lăng hàn liền nhìn nhau, trong nội tâm có suy nghĩ giống nhau, người mới là đồ ngu xuẩn. chương 2305, tình địch nhi tử. Lăng kiến tuyết vì người không tiếc đắc tội thái thượng trưởng lão, Người lại nói nhân ra ngu xuẩn, ai, chưa từng thấy ai đầu gỗ như vậy. Lăng hàn thở dài, nói, quả nhiên là tiểu tử ngốc, không ngờ lại thích nha đầu không tim không phổi như vậy. Bọn họ đi trong khu rừng này 7 ngày, hái thiệt nhiều ma vân cô, cách Trần Sương Sương hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn một cây mà thôi. Rốt cuộc sắp kết thúc công việc, mệt chết bổn cô nương. Trần Sương Sương thở ra, kỳ thật dùng tu vi tam trảm của nàng làm sao mệt mỏi như vậy, là nàng giả ra mà thôi. Xoát xoát xoát, lúc này lùm cây phía trước động động. Có mãnh thú, nàng lập tức làm ra bộ dạng cảnh giới. Xoát, lùm cây tách ra, một nam tử trẻ tuổi áo trắng đi ra, hắn lớn lên tuấn tú, tu vi không tệ, đã là tứ trảm. Trần sư muội, nam tử áo trắng kêu lên, Trần Sương Sương sướng sờ. Dương hiểu, ô, tại sao ngươi ở nơi này? A, à, ta cũng tiếp nhiệm vụ hái ma vân cô, không ngờ trùng hợp gặp được ngươi. Nam tử áo trắng trẻ tuổi Dương hiểu cười nói, trong ánh mắt còn mang theo vẻ đắc ý. Hắn chẳng những tiếp nhiệm vụ giống Trần Sương, hơn nữa còn tốn cái giá lớn nhỏ một giọt ngọc lộ dịch lên người Trần Sương Sương, từ đó hắn có thể truy tung theo nàng. Lúc này đã đuổi kịp, hắn mới đi về phía trước sau đó làm bộ như vô tình gặp được đúng là trùng hợp trần sương sương không tim không phổi hoàn toàn không hoài nghi lăng hàn nhìn vào trong mắt trong nội tâm sinh ra sát ý tiểu tử này dám đoạt con dâu của mình hắn thu liếm sát ý trở về trần sương sương không phải loại người gặp ai cũng yêu hơn nữa ai cũng có quyền theo đuổi thành hay không thành đều bằng thủ đoạn đương nhiên nếu như dương hiểu muốn động ám chiêu vậy hắn sẽ ra tay vô tình ô trần sư muội năm vị này là Dương Hiểu không ngờ Trần Sương Sương không phải đi một mình, nàng còn đi cùng với năm người khác. Hơn nữa trong đó có ba nữ nhân xinh đẹp mê người, hắn có chút không tự chủ mê luyến. "A, à, bọn họ đều là thân nhân của Lăng Kiến Tuyết sư đệ." Trần Sương Sương nói ra, đây là lời nói thật, Trần Sương Sương cũng không có giấu giếm làm gì. "Thân nhân của Lăng sư đệ." Ánh mắt Dương Hiểu nhìn lên người Lăng Hàn, hắn không nhìn ra cái gì. Hắn chỉ là tứ trảm, nếu như hắn có thể nhìn ra cái gì mới là kỳ quái thì ra là thân nhân của lăng sư đệ, hắn ôm quyền, tuy ngữ khí rất khách khí nhưng ánh mắt sinh ra địch ý. Trần Sương Sương không biết lăng kiến tuyết có ý với nàng, người ta vì nàng không cưới cháu gái của thái thượng trưởng lão, điều này làm Dương Hiểu ghen ghét gần chết, nếu như đổi thành hắn thì hắn sớm tiếp nhận rồi. Cửu hoa thái thượng trưởng lão chính là tiên vương, hơn nữa còn là tam trọng thiên, nếu có thể làm cháu rể của hắn sẽ có tiền đồ vô lượng. Vì cái gì không phải mình, một phương diện khác, dương hiểu cũng biết lăng kiến tuyết quá ngu xuân nếu đổi thành hắn khẳng định đã đáp ứng cũng không có quy định nam nhân có một lão bà hắn hoàn toàn có thể lại từ từ câu dẫn trần sương sương tới tay trần sư muội ta đã hoàn thành nhiệm vụ người thì sao dương hiểu thu hồi lực chú ý cũng không có đào hoa như lăng kiến tuyết hắn đặt tinh lực lên người trần sương sương đừng nhìn cô nàng này ngây thơ thiên phú võ đạo rất cao hơn nữa lớn lên cũng xinh đẹp chính là nhân tuyển đạo lữ tốt nhất còn thiếu một cây Trần Sương Sương thở dài, cũng nhìn sang Lăng Hàn, nếu không phải vì gia hỏa này, nàng khẳng định đã hoàn thành nhiệm vụ từ lâu. "Ta đi cùng sư muội." Dương Hiểu vội vàng nói. "Tốt." Trần Sương Sương cũng không do dự, nếu như chỉ có Dương Hiểu thì nàng còn do dự một chút, nhưng hiện tại có 5 người Lăng Hàn ở đây, nàng cũng không có gì phải sợ cô nam quả nữ nhất định là không được. Lăng Hàn sờ cằm, hắn bắt đầu dò xét Dương Hiểu. Cũng không phải bởi vì gia hỏa này là tình địch của nhi tử mình liền giết người. Hắn chưa tới mức như thế, nếu không giết người thì có thể chừng trị một chút. Làm thế nào? Với tư cách là phụ thân, bỏ qua nhi tử phát triển, lại không ở cạnh nhi tử mình nhiều năm, Lăng Hàn không ngại bao che khuyết điểm giúp nhi tử. Đây là phụ thân tùy hứng, lại qua một ngày, bọn họ cũng tìm được một cây ma vân cô hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này năm người Lăng Hàn cũng cố ý quấy rối, phá hư Dương Hiểu ba phen mấy bận hiến ân cần với Trần Sương Sương, gia hỏa này hận nghiến răng nghiến lợi hiện tại hắn cũng tìm đám người lăng hàn là thân nhân của lăng kiến tuyết nếu không tại sao lại phá hư chuyện tốt giữa hắn và trần sương sương đáng giận a à, một ngày qua hắn nhịn năm người lăng hàn đủ lắm rồi lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ hái nấm hắn cùng với trần sương sương phải trở về thiên thánh cung như vậy sẽ tách ra khỏi năm người lăng hàn cũng không cần thời điểm hiến ân cần lại bị người ta chen ngang giống như xua đuổi được một đám dã thú hung ác rời đi chúng ta muốn đi côn bằng cung vừa vặn tiện đường có lẽ tới côn bằng thiên lại cáo biệt Lăng Hàn vừa cười vừa nói, wow, Trần Sương Sương lập tức hưng phấn, lúc này lại có thể nhìn ngắm ba tỷ tỷ xinh đẹp thêm nhiều ngày. Sắc mặt Dương Hiểu biến thành màu đen, ánh mắt của hắn lành lạnh, hận không thể đem Lăng Hàn cho sống quả. Các ngươi đã tai họa còn chưa đủ sao, tại sao còn muốn phá hư nữa chứ? Lần một lần hai, một ngày hay hai ngày hắn có thể nhịn, nhưng các ngươi không biết chừng mực như vậy thì hắn không nhịn nữa. Thật cho rằng ta không có tính tình sao, hắn sinh ra sát ý, lăng hàn nhất định phải bị tiêu diệt về phần ba nữ nhân xinh đẹp kia cứ như vậy giết đi quá lãng phí đầu tiên phải bắt lại nếu như chịu đáp ứng làm nữ nhân của hắn tạm tha một mạng nếu không tiền dâm hậu sát trong lòng của hắn hạ quyết tâm lúc này tươi cười và nói thân nhân lăng sư đệ chính là thân nhân của ta ước gì mấy vị ở cùng nhiều ngày hơn nữa lăng hàn cười ha ha nụ cười phi thường dối trá hắn cũng không để ý, dù sao đã quyết định chỉnh thằng này thì không cần quan tâm nhiều. Bọn họ ra khỏi rừng rậm, bắt đầu đi về phía côn bằng thiên. Lữ Hải Dung cũng không xuất hiện, bởi vì hổ nữ đã dùng bí pháp câu thông với nàng, nói bọn họ đang xuất phát đi côn bằng thiên, không cần nàng quan tâm. Vốn Lữ Hải Dung không đáp ứng nhưng nàng hoài nghi côn bằng cung xuất hiện nội gian, mà nàng là tiên vương, mục tiêu quá lớn. Trường 2306, màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân quá cũ, nếu như hổ nữ đi cùng với lăng hàn như vậy sẽ bị tứ hải cung chú ý tới vì trải bằng con đường hổ nữ trở lại côn bằng cung lăng hàn là truyền nhân của đại nhân kia nàng vô cùng tín nhiệm năng lực bảo hộ tính mạng của lăng hàn chính bởi vì như thế nữ hải dung mới không xuất hiện mà là âm thầm đi theo thời điểm sắp tới côn bằng thiên thì nàng rời đi hấp dẫn lực chú ý của tứ hải cung lần đi côn bằng thiên này không cần đi đường xa mà là có cổng truyền tống vượt qua có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian khu vực có cổng truyền tống như vậy không nhiều, bởi vì chỉ có thiên vương cửu trọng thiên tinh thông không gian quy tắc mới có thể làm ra, cả tiên vực chỉ có mấy người mà thôi. Côn bằng thiên dùng côn bằng làm tên, có thể thấy được côn bằng cung lúc trước cường thịnh cỡ nào, có thể chiếm cả một địa vực. Đáng tiếc, côn bằng nguyên thú đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, cung chủ côn bằng cung đời trước bị người phục kích vẫn lạc, hiện tại là thời điểm mưa gió, có lẽ qua vài kỷ nguyên nữa côn bằng cung sẽ đổi tên. Trên đường đi, Dương Hiểu không ngừng khoe khoang, Nói xong lịch sử mỗi địa vực Hắn thật sự rất có nghề Nói chuyện rất êm tai và lôi cuốn Làm cho Trần Sương Sương không ngừng gật đầu Lăng hàn nhìn vào trong mắt Không nghĩ Dương Hiểu này còn muốn câu dẫn con dâu nhà hắn Khá tốt Trần Sương Sương cũng không phải thần kinh không ổn định Với một mình lăng kiến tuyết Mà là đối với tất cả mọi người đều như vậy Dương Hiểu xum xue như thế Người chỉ cần có chút đầu óc sẽ nhìn ra Nàng chỉ cười tâu tuét Đúng là thần kinh thô to mà Cũng phải nếu là người thông tuệ tin tưởng lăng kiến tuyết cũng sớm hống nàng thành lão bà rồi, làm gì còn nhiều việc như hôm nay. Hơn 10 ngày sau, bọn họ đi tới thành phong đô, tìm khách sạn ở lại, rửa sạch phong trần, sau khi nghỉ ngơi sẽ sử dụng cổng truyền tống vượt vực đi tới côn bằng thiên, có thể tiết kiệm hành trình mấy tháng. Vào đêm, Dương Hiểu lặng lẽ đi ra ngoài, hắn đi tìm đám hồ bằng cầu hữu của mình. Hiện tại nha, là thời điểm hắn muốn làm việc, lăng hàn cười nhạt, phân hồn huyền âm mẫu thủy đi đờ Dương Hiểu, bản thể vẫn đánh bài với nữ hoàng, hổ nữ thiên phượng thần nữ nhu yêu nữ ở bên bưng trà rót nước bộ dạng thị thiếp thành phong đô cũng là đại thành dương hiểu bay vút qua thiên sơn vạn thủy hắn đi ba canh giờ tới một trấn nhỏ dương thiếu gia dương thiếu gia dương thiếu gia đã lâu không gặp sau khi nhìn thấy dương hiểu người trong trấn cung kính chào hắn đây chính là truyền nhân của thế lực tiên vương bát trọng chỉ cần nói một câu là bảo hùng bang sẽ bị hủy diệt trong đêm dương hiểu mang theo nụ cười rụt rè lúc trước hắn tới thành phong đô vì chuyện nhỏ cho nên xung đột với bạo hùng bang sau khi bang chủ bạo hùng bang hùng tứ biết lai lịch của hắn liền hóa giải hùng tứ chính là cường giả dương hồn lại hạ mình cúi đầu tương xương huynh đệ với hắn từ đó hắn cảm thấy phi thường có mặt mũi thường xuyên qua lại nên bọn họ thành hảo hữu tứ ca có ở đây không hắn hỏi có có một gã bang chúng vội vàng dẫn đường dẫn dương hiểu vào một trang viên lúc này đi tới đại sảnh nhìn thấy cảnh tượng ca múa vui vẻ hiển nhiên có yến hội Ha 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 ha, Dương Hiền Đệ, một đại hán cao lớn chào đón, hắn là một đầu bạo hùng chân chính, cũng là đương gia của bạo hùng bang, hùng tứ. Hắn mở hai tay ôm Dương Hiểu, tứ ca, Dương Hiểu cũng mở hai tay nghênh đón, hai người ôm nhau một hồi mới buông ra, hôm nay Hiền Đệ có rảnh tới thăm tứ ca sao? Hùng tứ cười hỏi, có một chuyện muốn mời tứ ca hỗ trợ, Dương Hiểu cũng không khách khí, tuy cảnh giới của Hùng tứ vượt xa hắn nhưng hắn không sợ Hùng tứ. Bởi vì đối phương chỉ là đầu lĩnh lưu manh, thực lực mạnh thì như thế nào, có thể so sánh với đệ tử đại giáo hay sao? Có việc cứ nói, chỉ cần có thể làm được, tứ ca sẽ không từ chối. Hùng tứ vỗ vỗ ngực, lộ ra hào khí vượt mây. "Chỉ là một chuyện nhỏ." Dương Hiểu nói ra, hắn cười cười, nói, "Ta vừa ý một nữ nhân, nhưng nàng không có ý với ta, cho nên ta muốn mời tứ ca thay ta an bài cho anh hùng cứu mỹ nhân." "Ha ha, tứ ca hiểu, hiểu." Hùng tứ cười ha ha, vỗ vỗ vai Dương Hiểu, nói, Mỹ nữ yêu anh hùng, tứ ca nhất định phải làm thật hoàn mỹ, từ đó làm nổi bật anh hùng như ta lên uy phong bắt diện. Nếu như có thể thêm một ít tiết mục thì càng tốt. Dương Hiểu nói, ví dụ như tứ ca phái người rót mị dược cho nàng. Dựa vào, gia hỏa này đủ hèn hạ, Hùng Tứ nói thầm một câu, trên mặt vẫn tươi cười sáng lạn. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Dương Hiểu vô cùng chờ mong, ngày mai Trần Sương Sương sẽ bị ác bá xâm phạm, còn bị rót mị dược, hắn sẽ ra tay vào lúc nguy cấp cứu Trần Sương Sương, nhất định sẽ làm đối phương động tình với hắn. Về sau mị độc của đối phương phát tác, hắn giả ý ra sức khước từ, cuối cùng lại thành chuyện tốt, đem gạo nấu thành cơm, còn sợ Trần Sương Sương sau này có thể thoát khỏi mình trà đạp sao. Đối phó nữ nhân thần kinh thô to đầu óc không ổn định, nhất định phải dùng biện pháp phi thường. Lăng Hàn đứng trên nóc nhà, phần hồn này là huyền âm mẫu thủy biến thành, thu liếm khí tức cho nên không lộ ra cái gì, đừng nói mấy tên dương hồn phía dưới, cho dù là tiên phủ cũng không có khả năng phát hiện. Thì ra là như thế, hắn cười ha ha, cải biến ý định tiêu diệt tiểu nhân như Dương Hiểu, vẫn phải để Trần Sương Sương thấy rõ bộ mặt của đối phương, như vậy sẽ có so sánh với nhau, cũng có thể thấy được lăng kiến tuyết chân quý với nàng như thế nào. Ai, vì nhi tử nên mới giải vò nhiều như thế. Lăng Hàn quay người lại, thân hình bay lên và biến mất vô tung. Hiền đệ, ca ca gần đây đạt được một môn bí pháp, đang muốn tìm thời gian liên hệ hiền đệ cùng tìm hiểu, đúng lúc ngươi tới đây." Hùng tứ nói ra, "A, à, bí pháp gì?" Dương Hiểu thuận miệng hỏi, căn bản không xem đây là việc quan trọng. Một tên lưu manh có thể xuất ra bí pháp gì chứ? Nhưng hắn là truyền nhân Thiên Thánh cung, tùy tiện xuất ra một môn tiên thuật cũng là tiên thuật vô thượng trong mắt vô số thế lực. Hùng tứ cười ha ha, hắn nhìn ta ấy khinh thường trong mắt đối phương, cũng không có phản bác, chỉ nói: "Môn bí thuật này có thể giúp ngươi gia tăng chiến lực gấp 10 lần." Cái gì, Dương Hiểu lập tức khiếp sợ không nhỏ, gia tăng chiến lực gấp 10 lần, đùa sao? chương 2307, Hắc ám bí thuật. Dương Hiểu không phải chưa từng tiếp xúc qua bí thuật, có chút bí thuật gia tăng chiến lực 3-4 lần nhưng không có môn nào không tự hại mình, hoặc là tạo thành di chứng trong tương lai. Gia tăng chiến lực gấp 10 lần, quá nhiều, không có bí thuật nào làm được. Tứ ca, người nói đùa sao? Dương Hiểu nói ra, nếu quả thật có bí thuật này, nó chắc chắn phi thường châu bò. Tiểu trình, Hùng Tứ vẫy tay, lúc này có một tên trẻ tuổi đi tới, hắn chắp tay với Hùng Tứ. Tứ ra, Hùng Tứ gật gật đầu, nói với Dương Hiểu, ngươi biết Tiểu Trình chứ? Dương Hiểu gật đầu, Tiểu Trình này chính là người xung đột với hắn thời gian trước, tuy chuyện đã qua hơn 10 vạn năm nhưng hắn vẫn nhớ rõ. Ha ha, các ngươi luận bàn một chút, Hùng Tứ cười nói, Dương thiếu ra, mời. Tiểu Trình lui ra phía sau vài bước, bày ra tư thế mời. Dương Hiểu cao ngạo, lúc trước hắn vừa vào tứ chảm, Tiểu Trình đã ở tứ charm không biết bao nhiêu năm, mà luyện chiến lực cực mạnh, thì tính sao, còn không phải bại trong tay hắn sao? Bởi vì hắn là vương giả, cùng giai vô địch, hiện tại hắn đã tới tứ charm đỉnh phong, tiểu Trình càng không phải đối thủ của hắn, chỉ cần 10 chiêu, không, 3 chiêu, 3 chiêu hắn sẽ trấn áp đối phương. Ồ, trong lòng của hắn nghĩ tới một khả năng, chẳng lẽ hùng tứ dạy bí pháp tăng chiến lực cho tiểu Trình. Này 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 này, điều này sao có thể? Bí pháp như vậy mà mặt hàng như tiểu trình cũng có thể học, còn thiên lý không? Trong lòng của hắn nghĩ đến, hắn chậm rãi nói. Vậy thì tới hai chiêu đi. Xíu, yêu yêu, tiểu trình lập tức ra tay, hắn đấm một quyền không có quy tắc chấn động gì, lại giống như hắc ám thôn phệ tất cả. Cái gì? Dương hiểu chấn động, vội vàng vung quyền ninh tiếp. Bành, nắm đấm của hai người va chạm với nhau, sóng sung kích sinh ra từ vị trí hai nắm tay chạm nhau, sau đó trùng kích bốn phía. Hùng tứ cười hắc hắc, tay phải hắn xuất hiện viên bi màu đen hấp thu chấn động chung quanh, sóng xung kích không phá hư đồ vật gần đó. Hắn là cường giả cấp dương hồn, hóa giải công kích của tứ trảm là chuyện nhỏ mà thôi. Đăng đăng đăng, Dương Hiểu và Tiểu Trình đại chiến lần nữa. Một kích này bọn họ ngang tài ngang sắc, Dương Hiểu quá sợ hãi, chuyện này làm sao có thể. Tu vi của đối phương không có chút biến hóa nào, vẫn là tứ trảm đỉnh phong, hơn nữa không thể nào trở thành vương giả nếu quả thật có thiên phú như vậy, hắn khẳng định đã sớm bị đại phái thu làm đệ tử, không thể ở lại nơi này làm lưu manh ác bá. Nhưng vì cái gì hắn lại có thể đấu ngang tài ngang sức với mình? Từ 10 vạn năm trước hắn đã có thể an ổn áp chế, hiện tại hắn đã đạt tới tứ trảm đỉnh phong, lẽ ra có thể dễ dàng đánh bại đối phương mới đúng, vì cái gì đánh bất phân thắng bại. Bí thuật tăng chiến lực gấp 10 lần sau, a ah, 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 như vậy hắn sẽ biến thà hoàng giả, trái tim hắn đập thình thịch, hoàng giả, khi đó hắn sẽ trở thành đệ tử hạch tâm, vạn nhất may mắn một chút nhảy vào đế giả, khi đó hắn sẽ trở thành thánh tử. Thánh tử, nghĩ đến hai chữ này, hắn kích động tim đập mạn có đệ tử nào không muốn làm thánh tử. Đó là biểu tượng của địa vị, cũng đại biểu vinh quang vô thượng càng là khẳng định thực lực. Phàm là người làm thánh tử, chỉ cần có thể sống sót, không có ai không trở thành tiên vương. Xíu, yêu yêu, tiểu trình lại giết tới, banh 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 banh, banh hai người không ngừng kịch chiến, Dương Hiểu kinh ngạc phát hiện thực lực tiểu Trình thật sự tăng lên gấp 10 lần, không, là chiến lực tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa cũng không có hạn chế, ví dụ như chỉ phát huy trong thời gian ngắn. Dừng tay, Hùng Tứ lớn tiếng, hai tay hắn vỗ vào nhau, tiểu Trình và Dương Hiểu dừng tay. "Hiền đệ, như thế nào?" Hùng Tứ mỉm cười nhìn Dương Hiểu, bộ dạng nhắc nhở đối phương. Trái tim Dương Hiểu đập thình thịch, hắn cũng bất chấp đệ tử đại pháo cao ngạo, nói: "Tứ ca, còn xin dạy ta." Nội tâm Hùng Tứ đắc ý, tuy tứ chảm trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng đệ tử đại phái bày ra bộ dáng khiêm cung với hắn cũng làm hắn thoải mái. Hùng tứ vỗ vỗ vai dương hiểu, hiền đệ, quan hệ chúng ta là thế nào, tứ ca có chính là của ngươi. Cảm ơn tứ ca, dương hiểu thật có chút cảm kích, hắn chưa từng phát hiện tên đầu lĩnh này nhìn thuận mắt như vậy. Kỳ thật tu luyện môn bí thuật này vô cùng đơn giản, chỉ cần tín ngưỡng tiên linh của ngươi là được. Hùng tứ nhàn nhạt nói ra, chỉ đơn giản như vậy, dương hiểu tự nhiên không tin, nếu hiền đệ không tin, có thể lập tức thử một lần, nhưng ta phải nói trước, người tuyệt đối không được nói môn bí thuật này cho người nào biết. Hùng tứ nghiêm túc nói ra, Dương Hiểu gật gật đầu, nội tâm không cho là đúng. Đây không phải nói nhảm sao, nếu như hắn có được bí thuật như vậy làm sao truyền ra ngoài, khẳng định phải độc hưởng. Chỉ có loại ngu xuẩn như Hùng Tứ mới truyền dạy khắp nơi, có phải đầu bị lừa đá hay không? Đến, hiền đệ, đến, Tứ ca mang ngươi đi bái kiên tiên linh. Hùng Tứ ôm vai Dương Hiểu rời đi dương hiểu đi ba ngày ba đêm thẳng đến buổi tối ngày thứ tư mới về trần sương sương kỳ quái sư huynh đi nơi nào nhưng dương hiểu nói tụ hội với bằng hữu uống cao hứng quên thời gian từ đó giải thích vượt qua Lăng hàn cũng cảm thấy kỳ quái không phải gia hỏa này đã sớm an bài kế hoạch tốt rồi sao muốn anh hùng cứu mỹ nhân lại thừa cơ mà vào đem gạo nấu thành cơm tại sao lại biến mất ba ngày hắn cho rằng mình đi trở về không bao lâu nữa dương hiểu cũng sẽ trở về sớm biết như vậy phân hồn của hắn ở lại thêm một lúc đến rồi, sư muội, ta mang ngươi đi một nơi thú vị, sau đó ngày mai chúng ta đi cổng truyền tống. Dương Hiểu cười nói, ánh mắt có một tia tối tăm nhưng lại che giấu vô cùng tốt, cho dù với nhãn lực của Lăng Hàn, nữ hoàng, hổ nữ cũng không có phát hiện. Đáng tiếc tiểu cốt không ở đây, nó lại đi học vẹt cái mới, nếu không nó đã nhìn ra mánh khóe. Trần Sương Sương không lay chuyển được Dương Hiểu nhiệt tình liền đáp ứng đi cùng, bọn họ đi vào sơn cốc, chỗ đó đều có lá cây màu xanh ra trời, nhìn chúng vô cùng xinh đẹp, ngay cả nữ hoàng, thiên phượng thần nữ và nhu yêu nữ đều ưa thích. Đương nhiên hổ nữ là khác loại, nhàm chán ngáp dài, nàng tình ăn nhiều đùi gà cũng không muốn ở lại nơi đây. Có cái gì đẹp mắt, không phải lá cây màu xanh ra trời sao. Đúng lúc này lá cây rung động, bảy nam nhân đi ra khỏi rừng cây, phát hiện đám người nữ hoàng liền nhìn chằm chằm vào. chương 2308, đùa giỡn, mỹ nữ, thật đẹp, chật chật chật, khó trách sáng sớm đã nghe chim khách kêu, thì ra hôm nay thật sự có việc vui trong bảy người một người trẻ tuổi mặc áo xanh đờ tới hắn đánh giá chúng nữ như nữ hoàng đương nhiên hắn đặt trọng điểm lên nữ hoàng hổ nữ và nhu yêu nữ dù sao ba nữ đẹp nhất cũng có nét riêng của mình lưu manh đến nội tâm dương hiểu hiểu rõ đây là thời điểm hắn phải biểu hiện hắn nhảy ra trước tiên tránh bị lăng hàn đoạt sinh ý như vậy hắn làm sao biểu hiện tuy bảy người này tướng mạo lạ lẫm nhưng bạo hùng bang nhiều người như vậy hắn cũng không có khả năng nhận ra toàn bộ các ngươi muốn làm gì?" Hắn quát lớn, "Muốn làm gì?" Người trẻ tuổi đối diện mỉm cười nhìn chằm chằm vào nữ hoàng và hổ nữ, nói, "Đương nhiên là muội muội của ngươi." Ha 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 ha, sáu người phía sau cười to, "Binh thiếu nói hay lắm, Binh thiếu thuận miệng nói một câu như vàng ngọc, có thể truyền lưu muôn đời." Diệu, đúng là quá khéo. Sáu người này không ngừng vuốt mông ngựa, từ đó tên Binh thiếu càng đắc ý. Lăng Hàn kinh ngạc, tình huống không đúng, hắn thả thần thức ra dò xét sau đó hắn tươi cười. Thú vị, hắn bỏ đi ý định ra tay, lại lắc đầu với nữ hoàng, hổ nữ, ý bảo các nàng không nên hành động. Nữ hoàng các nàng đúng là có xúc động ra tay, không ngờ mấy gia hỏa này dám lấy các nàng ra hồ môn loạn ngữ, sao không làm các nàng tức giận cho được. Nếu lăng hàn bảo các nàng không ra tay, hiển nhiên là có đạo lý. Cứ nhịn trước đã, hư, dám đùa giỡn nữ nhân ban ngày ban mặt, đúng là to gan bằng trời. Dương Hiểu lạnh lùng nói ra, nội tâm đang khen thầm, không hổ là Lưu Manh băng phái, căn bản không cần diễn cũng biết là Lưu Manh. Ngươi rất hung hăng càn quấy nha, không ngờ dám làm càn trước mặt thiếu gia ta. Đột nhiên binh thiếu tức giận, ngươi biết binh thiếu ta là a không? Nói hù chết ngươi, tính toán, trực tiếp giết là được. Bình thiếu còn muốn làm muội muội của các tỷ tỷ xinh đẹp này. Ta đến, một tên nam tử đi ra, một thân áo xám nhìn vô cùng mộc mạc. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện quần áo không đơn giản, có ánh sáng trận pháp sáng ngời hiển nhiên là một kiện bảo y không tệ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, người này đánh tới một quyền. Dương Hiểu càng cảm kích hùng tứ, vị tứ ca này đúng là hạ vốn gốc, chuẩn bị cho tên lưu manh bảo y, cũng giả vờ rất giống. Nội tâm nghĩ vậy nhưng hắn ra tay không lưu tình, banh banh banh, hai người triển khai kịch chiến, Dương Hiểu nhanh chóng chiếm thế thượng phong, hơn nữa còn là thượng phong tuyệt đối. Tu vi song phương đều là tứ chảm, Dương Hiểu lại là vương giả, đối phương chỉ là tứ trảm bình thường, tranh lệch thể hiện rõ ràng dương hiểu dương dương đắc ý diễn xuất như vậy làm hắn cực kỳ thoải mái nhìn xem hắn thật sự quá uy phong bành hắn đánh một trường vào ngực của người nọ đánh đối phương lui ra sau hắn còn nháy mắt một cái ý là huynh đệ người diễn đủ rồi trở về ta sẽ bảo tứ ca ban thưởng cho ngươi a người à, nọ kêu rên một tiếng lúc này lui ra sau vài bước chỉ cảm thấy miệng mặn mặn là máu quỷ nhị như thế nào những người khác liên tục hỏi người nọ giận dữ chỉ vào dương hiểu và quát lớn đây là biến thái hắn vứt mị nhãn với ta cái gì binh thiếu nghe xong liền khiếp sợ vứt mị nhãn với nam nhân không phải biến thái thì là cái gì quỷ nhị như vậy hắn vừa rồi đã sờ ngực ngươi có người kinh hô người nọ đưa tay ân vào ngực vài cái sắc mặt xanh mét đúng vậy tại sao đối phương lại đánh vào ngực của mình địa phương nào không tốt lại đánh vào đây biến thái dương hiểu líu lưỡi có đùa cũng không thể đùa như vậy nói hắn là biến thái xảy ra chuyện gì nữ hoàng các nàng kịp phản ứng lúc này trao đổi thần thức với lăng hàn đây không phải người bạo hùng bang không phải lăng hàn lắc đầu nói người bạo hùng bang đang chạy tới nhưng ta dùng một phân hồn chế tạo phiền toái cho bọn chúng nhất thời nửa khắc không chạy tới đâu hắn xuất động phân hồn cử thiên hỏa vận chuyên thời gian và không gian quy tắc cam đoan đám chảm trần kia phải chạy quanh hơn nữa thời gian sẽ chậm hơn rất nhiều nhưng không phát hiện ra cái gì. Như vậy bảy người này thật là thiếu gia ăn chơi, nhu yêu nữ kinh ngạc nói, ân, lăng hàn cười gật đầu, chuyện này biến thành thú vị, gia hỏa này có chút thực lực, phải mời quân ca xuất mã. Binh thiếu lên tiếng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tên nam tử hơi thấp bé, hắn nhìn như trên 30, tướng mạo xấu xí. Binh thiếu thu hồi vài phần ngạo nghễ, nói, quân ca, mời ngươi ra tay, nam tử kia gật gật đầu binh thiếu đã lên tiếng đương nhiên ta không có lý do gì cự tuyệt nói xong hắn bước ra mười ngón tay đều đeo nhẫn đen như mực đột nhiên nội tâm dương hiểu rung động hắn cảm giác có áp lực hắn nói không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây là trực giác của vương giả dựa vào diễn kịch mà thôi cần phải nghiêm túc như vậy không Quỳ xuống cầu xin tha thú có thể sống quân ca lên tiếng hắn siết chặt mười ngón tay tiếng răng rắc từ khớp xương va vào nhau dương hiểu ngạo nghễ hắn quát Dương Hiểu ta chưa từng cầu xin tha thứ người nào cả. Còn nữa, các ngươi lập tức nói xin lỗi với sư muội và các cô nương xinh đẹp này, nếu không ta sẽ cho các ngươi biết rõ thời điểm ta tức giận kinh khủng tới cỡ nào. Muốn chết? Quân Ca quát lớn, xíu, yêu yêu, thân ảnh hắn hơi động, lập tức lao thẳng về phía Dương Hiểu. Ân, chỉ là tứ trảm bình thường, Dương Hiểu lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm nhận được lực áp bách trên người đối phương, chẳng lẽ thực lực đối phương chỉ như thế? Hắn không dám khinh thường hai tay hóa trưởng công kích. Oanh, quy tắc chi lực bộc phát, đại đạo va chạm. Tứ chạm bình thường không thể là đối thủ của vương giả, quân ca rơi vào hạ phong nhanh chóng, đám người binh thiếu không quan tâm, dường như tràn ngập tin tưởng vào quân ca. Dương Hiểu cũng cảm thấy rất bình thường, đối phương càng như vậy thì diễn kịch càng có hiệu quả. Xem ra hắn thật sự lo ngại, người này, hẳn là tiên thai, lăng hàn dùng thần thức nói ra, độc thai, nữ hoàng lên tiếng, ô, chán ghét, hổ nữ chán ghét lên tiếng, độc thai cũng là tiên thai, nó là tiên thai phi thường đặc thù. Tiên thai cũng có phân chia mạnh yếu, tiên thai chi lực của hắn quá yếu, đoán chừng chỉ có thể bộc phát một kích cho nên vẫn chờ cơ hội. Lăng Hàn xem chiến đấu, lúc này đưa ra phán đoán. Cũng sắp tới thời điểm phân thắng bại rồi, chương 2309, A, à, lầm, Dương Hiểu đã không kiên nhẫn, ba chiêu hai thức chiến thắng mới thể hiện hắn cường đại, tại sao còn lề mề như vậy? Hắn quát lớn một tiếng, lúc này buông phòng ngự tấn công quân ca. Vào lúc hắn thả lỏng phòng ngự, lực công tăng lên rất nhiều. Oanh, hắn như sóng lớn nghiền áp về phía quân ca. Bảo, quân ca không vội ngược lại cười lớn, khóe miệng còn tươi cười chào phúng. Ba 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 ba, mười chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn tan vỡ, từng đạo khói xanh tiến ra ngoài. Dương Hiểu cuối cùng biết rõ hắn bất an tới từ đâu, khói xanh này khẳng định là kịch độc, có thể lập tức giết hoặc trọng hương hắn, hoặc làm hắn hôn mê, dù sao hắn tuyệt đối không thể đụng vào khói xanh. Dựa vào, làm như vậy không đúng với kịch bản, các người chỉ diễn thôi, cần đùa giỡn lung tung như vậy hay không? Hắn tham công liều lĩnh nên hoàn toàn triệt hồi phòng ngự, hiện tại có thể trốn tránh sao? Ta hy sinh phòng ngự đánh một kích, tại sao ngươi lại ngăn cản? Còn muốn làm anh hùng đấy, ngươi lại lưỡng bại câu thương với ta, đang làm cái gì vậy? Nội tâm dương hiểu hô to đám người này không chuyên nghiệp, hùng tứ đã xảy ra chuyện gì, không phải mấy ngày hôm trước đã nói tốt rồi sao? Nhưng hôm nay lại phái nhiều người không đáng tin cậy đi diễn kịch. ầm um, Dương Hiểu đấm một quyền vào ngực Quân Ca, hắn cho rằng chỉ diễn kịch mà thôi, cho dù nội tâm tức giận nhưng không đánh ra bao nhiêu lực lượng. Bởi vậy một trường này không giết người cũng làm đối phương trọng thương. Thời điểm một trường này đánh vào ngực Quân Ca thì trở nên mềm nhũn, hoàn toàn không thể làm gì đối phương. Dương Hiểu kinh hãi, chỉ thấy Quân Ca hóa thành chất lỏng màu xanh và sinh ra hương thơm ngọt ngào dù thế vẫn làm người ta như ngất đi độc thể hắn lập tức kinh hô đây là một tiên thai hơn nữa là tiên thai độc thể thì ra là thế hắn hiểu ra thì ra đối phương sớm muốn hắn xuất toàn lực sau đó lợi dụng chất độc đối phó hắn cũng muốn dựa vào một kích này đánh bại hắn tiên thai chi lực rất yếu nếu chỉ hóa giải một kích thì dư xài trái lại hắn cực thảm mẹ chứng a các ngươi diễn kịch cũng không cần phải diễn quá thật như vậy cũng không có bảo các ngươi liều mạng hoặc là nói các người cũng không chuyên nghiệp, lại dám đánh bại ta, ta làm sao diễn anh hùng. Âm, khói xanh quấn quanh, lúc này làn khói ba phủ Dương Hiểu, một khi bộc phát Dương Hiểu nằm dưới đất, toàn thân run rẩy cực kỳ thống khổ. Độc này ta gọi là tử u tuyệt diệt, ta luyện tiên thi trở thành thi độc, trong người của ngươi sẽ có tử vong chi khí quấn quanh, toàn thân không thể động đậy, muốn chết cũng không được, sau khi chịu đau khổ ba ngày ba đêm sẽ biến thành thây khô. Quân ca lên tiếng, hắn đã khôi phục nguyên trạng nhưng sắc mặt tái nhợt, tiên thai chi lực của hắn thực sự rất yếu, bởi vậy miễn cưỡng phát động một lần nhưng phụ tải cực lớn, hắn vô cùng khó chịu. Khốn kiếp, Dương Hiểu không thể mở miệng, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm vào đối phương. Có ý gì, các người có ý gì, bảo các người diễn kịch, các người lại làm ra trò này huyền, không ngờ còn dùng cái gì tử u tuyệt diệt, thật muốn giết ta sao. Quá không chuyên nghiệp, hắn nhất định sẽ kháng nghị với tứ ca. Dương Sư Huynh, Trần Sương Sương lúc này hô to, bởi vì lúc trước là Dương Hiểu chiếm thượng phong cho nên nàng không ngờ Dương Hiểu lại thua. Ga ha ha ha, Binh Thiểu cười to, nói, thế nào, người có phục hay không? Hắn một cước dẫm lên đầu Dương Hiểu, còn dùng sức nghiền một cái, dẫm đầu Dương Hiểu biến hình. Dương Sư Huynh, Dương Sư Huynh, Trần Sương Sương khẩn trương, cũng không phải bởi vì nàng ưa thích đối phương, mà vì tình nghĩa đồng môn, nàng nói với Lăng Hàn. Nhanh cứu Sư Huynh của ta, Lăng Hàn cười cười, không có việc gì, hắn ra dày thịt thô, không chết được. Dương hiểu suýt nữa ngất đi, không phải vấn đề chết hay không, mà là quá mất mặt. Chẳng lẽ đám ngu xuẩn này cho rằng Lăng Hàn mới là mình, cho nên muốn Lăng Hàn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Dựa vào, đồ ngu xuẩn, quá không có ánh mắt. Âm 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 âm, lúc này tiếng bước chân rồn dập chạy tới, chỉ thấy có 9 người bước ra khỏi rừng rậm, đồng dạng đều có dáng vẻ lưu manh, còn kém viết hai chữ lưu manh trên mặt. Ô, mấy cô nàng lớn lên không tệ lắm, để cho ca ca chín người này vừa tới đã bắt đầu đùa giỡn, sau khi nhìn thấy Dương Hiểu đang nằm trên mặt đất liền kinh ngạc. Nhân vật chính đang nằm trên mặt đất, như vậy diễn cái gì chứ? Ồ, tuy Dương Hiểu không thể động nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong chín người hắn nhận ra bốn người, hơn nữa người cầm đầu là Tiểu Trình. Chờ chút, a, à, hắn lầm, bảy người trước căn bản không phải người bạo hùng bang, mà là thiếu gia ăn chơi chân chính. Dựa vào, khó trách bảy người này lúc diễn dùng sức như vậy, thì ra không phải diễn. Tê hắn hít khí lạnh, thì ra là như thế, hiện tại hắn rơi vào tay tên binh thế yếu kia, chẳng phải thật sự nguy hiểm tính mạng. Hắn biết rõ đám nhị thế tổ này ương ngạnh cỡ nào, không xem giết người là việc gì. Nếu như hắn lộ ra chiêu bài Thiên Thánh Cung, cam đoan đối phương tuyệt đối không dám động hắn, thậm chí còn cả kinh quỳ xuống đất, nhưng vấn đề là hắn không thể lên tiếng, cũng không thể dùng thần thức, chẳng khác gì người thực vật đần độn. Người bảo hùng bang sừng sốt, nơi này xảy ra chuyện gì, bọn họ còn chưa tới, tại sao lại diễn trước rồi? hơn nữa nhân vật chính còn bị dọn dẹp nhanh nhanh cứu dương thiếu gia những người này liên tục kêu lên sau đó lao tới rằng co với đám người binh thiếu lăng hàn nhoẻn miệng cười hắn nói với trần sương sương người xem người ta có nhiều bằng hiếu căn bản không cần chúng ta xen vào việc của người khác binh thiểu hư một tiếng nói các ngươi là người nào dám làm càn trước mặt bản thiếu chẳng cần biết ngươi là ai nhanh thả dương thiếu gia của chúng ta ra tiểu trình hét lớn ở trước mặt ta còn dám xưng là thiếu gia binh thiểu hư một tiếng quát bản thiếu gia rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng hắn dừng một chút điềm nhiên nói giết cho ta giết tất cả vâng binh thiểu đám người phía sau hắn lên tiếng quân ca lui ra sau hắn đã sử dụng tiên thai chi lực lúc này lâm vào trạng thái suy yếu chiến lực mất quá nhiều nên không thể chiến đấu giết cứu dương thiếu gia đám người tiểu trình giống to đều rút đao xuất kiếm tấn công đám binh thiếu Đinh đinh đang đang, lúc này hỗn chiến bắt đầu, hắn vốn nên đánh bại đám lưu manh diễn anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại biến hóa thành lưu manh cứu anh hùng, xoay chuyên quá lớn. Thú vị, quá thú vị, chương 2310, chân tướng, lang Hàn lấy một hàng ghế dựa trong hắc tháp ra đưa cho nữ hoàng, hổ nữ các nàng, thuận tiện lại cầm chút linh quỷ tử gặm. Trần Sương Sương chố mắt nhìn, các người quá tùy ý nha. Người ta đang đánh nhau đấy, các người không giúp đỡ cũng thôi, không ngờ ngồi xem cuộc vui gặm hạt dưa, có chú ý tới cảm nhận của người khác hay không. Không có việc gì, ngồi một chỗ đi. Lăng Hàn lấy cái ghế ra, thuận tiện nhét chút hạt dưa cho con dâu tương lai. Ô, Linh Quỷ Tử, Trần Sương Sương cũng biết hàng nên kinh hô. Linh Quỷ chính là tiên dược, hạt là tinh hoa của nó, vô cùng chân quý. Dược Linh hơn 10 ức năm, làm thuốc chưa đủ năm, cứ tùy tiện ăn đi. Lang Hàn cười nói, tiên dược có thể tùy tiện ăn sao? Trần Sương Sương kinh ngạc đến ngây người, Tiên dược hơn người ước năm thật sự không thể xem như đại dược, chỉ có thể luyện thành tiên đan mà thôi, nếu gặm như hạt dưa thì quá phí. Nhưng nàng ưa thích, thần kinh của cô nàng này quá lớn, nàng chỉ là tam trảm, còn không bằng cả Dương Hiểu, Dương Hiểu cũng không đối thủ, nàng có thể làm được cái gì? Cho nên chuyện dốc sức liều mạng phải giao cho người khác, nàng thành thành thật thật đứng xem tránh thêm phiền. Vì vậy nàng cũng ngồi xuống, thuận tiện gặm hạt dưa xem đùa giỡn. Dựa vào, ta còn nằm ở đây này, sinh tử chưa biết đấy nội tâm Dương Hiểu kêu thảm thiết và nói thầm, ăn ngon, đẹp mắt, thú vị, đoàn người lăng hàn thuộc về loại hình không đáng tin cậy, vừa gặm hạt dư vừa xem trò vui giết thời gian thật sự không tệ. Hai bên trong chiến đấu với nhau, tuy bên phía bình thiếu ít người nhưng bọn họ đều có tu vi tứ chảm đỉnh phong, chiến lược càng mạnh hơn nữa, lúc này đã ngăn cản chín người tiểu trình. Một đám cặn bã, tiêu diệt toàn bộ, sát, bọn họ bộc phát sát khí cực mạnh, ra tay không lưu tình, muốn giải quyết toàn bộ đa ám tiểu trình. Phốc, 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 máu tươi bắn ra, phần còn lại của chân tay cụt bay tứ tán, chiến lược người bạo hùng bang cao thấp không đều, làm sao chống được tinh anh của đối phương tàn sát bừa bãi, lập tức thất bại thảm hại. Sau khi chiến đấu người mấy chiêu, bên phía bọn họ bị chém giết ba người. Lúc này Trần Sương Sương ngồi không yên, cho dù thần kinh của nàng thô to hơn nữa nhưng thấy người chết cũng phải động dung. Lăng Hàn bắt chéo chân, nói, không cần phải gấp gáp, đây chỉ là chó cắn chó mà thôi. Hắn lại nói, Đám người phía sau là người quen của sư huynh ngươi, vốn định đùa giỡn ngươi sau đó hắn đi ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại bị người ta đùa giỡn trước, biến thành chuyện hiện tại. Ngươi nói bậy, Trần Sương Sương lập tức kêu lên, cũng không thể để người khác vô tội cho sư huynh của nàng. Có phải nói bậy hay không chính ngươi suy nghĩ đi, Lăng Hàn cũng không giải thích, Trần Sương Sương cẩn thận suy nghĩ, lập tức phát hiện rất nhiều điểm không đúng. Ví dụ như Dương hiểu ra tay với đám người binh thiếu lúc trước rõ ràng đã hạ thủ lưu tình hoàn toàn không hợp với tính cách của Dương Hiểu. Đám người tiểu trình lúc xuất hiện lại làm ra bộ dạng đùa giỡn, sau khi nhìn thấy Dương Hiểu nằm trên mặt đất thì bọn chúng đổi giọng. Xóa đi tất cả chuyện trùng họp trong đó, như vậy cho dù có ngu xuẩn cỡ nào cũng biết chân tướng trong đó. Dương Sư Huynh lại là người như vậy, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, thần kinh trần xương xương đúng là không bình thường nhưng không có nghĩa là ngu ngốc, nếu không nàng cũng không được thiên thánh cung thu làm đệ tử. Nàng đặt mông ngồi xuống và nhìn Dương Hiểu, nội tâm càng nghĩ càng giận lại muốn lừa gạt tâm của nàng sao đúng là quá ngây thơ nếu như nàng dễ dàng cảm động như thế nàng đã sớm lập gia đình từ mấy trăm vạn năm trước không có đơn giản như vậy lang hàn ung dung nói hắn và người bảo hùng bang đúng đám người sau chính là bảo hùng bang bọn chúng đã thương lượng tốt sau khi bọn chúng bắt lấy ngươi sẽ cho ăn mị dược không càng vô sỉ Trần sương sương nổi giận hận không thể xông tới dẫm dương hiểu mấy cước dương hiểu lộ ra chút vẻ mặt cũng không phải hắn giật mình không lớn, mà là cơ mặt không thể nhúc nhích, căn bản nhúc nhích không được. nội tâm của hắn vô cùng hoảng sợ. tại sao lăng hàn lại biết? người quả nhiên còn vô sỉ hơn cả bản thiếu gia. binh thiểu nhiên đầu dương hiểu, bản thiếu gia cũng chỉ cường bạo mà thôi, cưỡng gian người không lừa gạt tâm, khinh bỉ ngươi. quả thật dương hiểu phiền muộn gần chết, không ngờ hắn bị kẻ như binh thiếu khinh bỉ. a, à, đột nhiên tiểu trình giống to, oanh, trong thân thể hắn có khí đen xuất hiện, không phải xương mù nhưng lại nồng đậm nó bao phủ phạm vi ba trượng quanh người hắn, sau đó thân ảnh của hắn biến mất trong khói đen. Khí thế của hắn mạnh hơn trước nhiều lần, dường như thay đổi thành người khác. Ân, Lang Hàn đứng lên, không phải thực lực tiểu trình làm hắn giật mình, trên thực tế thực lực của đối phương có mạnh hơn cả vạn lần cũng không đặt trong lòng hắn, hắn rất quen thuộc với khói đen này. Đó là hệ thống tu luyện khác, Lang Hàn nghĩ đến chuyến đi lên đảo lần trước, người nơi đó thu lưu người gặp nạn trên biển, sau đó dụ dỗ bọn họ tín ngưỡng tiên linh, tu luyện hệ thống võ đạo khác, do đó đạt được mục đích phá vỡ thiên địa. Có người sống sót đã sớm rời đảo, sau đó đi khắp tiên vực truyền bá tiên linh, lại truyền bá hệ thống tu luyện khác, do đó chặt đứt căn cơ của phiến thiên địa này. Nó tuyệt đối không truyền vào trong các đại giáo, mà là truyền cho võ giả cấp thấp. Lăng Hàn cho rằng mình đã tiêu diệt được ngọn nguồn, nhưng hiện tại là hắn quá lạc quan. Tình thế đã phi thường nghiêm trọng, tiểu trình phát huy cho nên cuộc chiến thay đổi quân ca phải dựa vào tiên thai suốt kỳ bất ý mới có thể đánh bại Dương Hiểu, nếu không vương giả tứ chảm có thể quét ngang tứ chảm thì làm sao có thể thất thủ. Oanh, tiểu trình giống như biến thành đại ma vương hắc ám, hắn không dẫn động quy tắc chi lực, hắn dựa vào nhất quyền nhát cước nhưng lực phá hoại ngập trời, người khác không thể đón đỡ cho nên bỏ trốn. Hắn giết tới chỗ bình thiếu quân ca vội vàng động thân mà ra, hắn muốn ngăn cản tiểu trình. Chiến lực bản thân hắn không phải đối thủ của tiểu trình nhưng cắn răng chịu đựng, 10 chiếc nhẫn trên tay hắn lại tan vỡ, ngay sau đó có khói xanh bốc lên. Tiểu Trình không tránh không né, hai tay hóa thành đao nhọn đâm vào ngực Quân Ca. Quân Ca lập lại chiêu cũ, hắn biến thân thể thành nọc độc. Chỉ cần cảnh giới như nhau, ai cũng đừng mơ tưởng làm gì được hắn trong trạng thái này, đương nhiên trạng thái vô địch như vậy chỉ duy trì trong một giây ngắn ngủi mà thôi, hơn nữa bị ép một ngày hai lần vận dụng tiên thai chi lực, hắn khẳng định sẽ bị trọng thương. Chương 2311, cấp trên là ai? Phốc, hai tay Tiểu Trình đấm tới. Máu tươi bắn tung tóe, độc thể không có hiệu quả với hắn. Quân ca kinh ngạc nhìn chằm chằm đối phương, hắn cảm ứng trái tim của mình đã bị đánh nát, hơn nữa lực lượng hủy thiên diệt địa từ trái tim xông lên thức hải của mình, thế không thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt thân thức của hắn bị tiêu diệt, hóa đạo mà đi. Hắn vô cùng không cam lòng, tiên thai cũng không thể tránh né một kích này. Làm sao có thể, sớm biết như vậy không tiếp tay làm việc xấu, hắn ôm đùi long ra, hắn cũng không muốn bồi mạng của mình vào nơi này. Lăng Hàn vốn sững sờ, sau đó suy nghĩ trong lòng. Tuy tiên thai chi lực cường đại, ví dụ như hóa thân thành nọc độc, trong thời gian ngắn vạn pháp bất xâm, nhưng vạn pháp là nhắm vào thiên địa quy tắc của thiên địa này, mà tiểu trình là tu hành giả hệ thống khác, tự nhiên sẽ không bị tiên thai ảnh hưởng. Đây là hai thiên địa, hai giới đối lập, binh tiểu sợ tới mức vội vàng chạy chối chết, khá tốt, mục tiêu của tiểu trình chính là dương hiểu, cũng không có tiến hành truy kích hắn, từ đó hắn may mắn đào thoát. Tiểu trình một tay đoạt lấy dương hiểu, lớn tiếng kêu. Dương thiếu gia, Dương thiếu gia, nếu như Dương Hiểu còn có lực nói nhảm, nhất định sẽ nhảy dựng lên tát vào mặt con hàng này. Người bị mù sao, không thấy ta chúng độc căn bản không thể nói chuyện, không động đậy tay, người gọi làm cái quái gì, còn không nhanh chữa trị cho ta. Đáng tiếc chỉ sống thông minh của tiểu trình quả thực có hạn, chỉ biết kêu gào, căn bản không biết biến báo. Đi, đi, binh tiểu lớn tiếng kêu lên, hắn cũng gọi đám hồ bằng cầu ưu rời đi, bọn họ thật sự không địch lại. Tiểu Trình không truy kích, trong đầu của hắn chỉ nghĩ tới chuyện của Dương Hiểu, nếu như Dương Hiểu gặp chuyện không may, hắn nhất định bị Hùng Tứ chụp chết. Đương nhiên một Dương Hiểu không coi vào đâu, mấu chốt con cờ này chính là hạt giống, ngày sau sẽ phá vỡ Thiên Thánh Cung. Hắn cuối cùng kịp phản ứng, liền ôm Dương Hiểu muốn quay về bạo Hùng Bang. "Chậm đã, Lang Hàn thò tay cản lại, vì sao ngăn cản ta?" Tiểu Trình quát lớn, trong ánh mắt mang theo sát khí. Ai ngăn hắn cứu Dương Hiểu chính là kẻ địch của hắn lăng hàn cười nhạt một tiếng nói đến tâm sự tâm sự ta không có gì để nói với ngươi cả ánh mắt tiểu trình sinh ra hung quang đáng sợ nếu không tránh ra ta giết ngươi ngươi tu hành công pháp này bao lâu rồi lăng hàn nói chuyện giống như đang nói chuyện nhà không có chút hùng hổ cút tiểu trình ra tay tấn công lăng hàn lăng hàn tiện tay ngăn cản công kích của tiểu trình dừng lại đương nhiên tiểu trình sẽ không dừng lại ầm 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 hắn không ngừng ra tay nhưng căn bản không thể đột phá phòng ngự của Lăng Hàn cho nên tấn công chỉ uống công vô ích. Hổ nữ không kiên nhẫn, nàng bay tới tấn công đối phương. Âm âm âm, chỉ đánh vài chiêu đã làm tiểu trình hôn mê. Dương Hiểu khiếp sợ, ra đầu ngứa như muốn chóc ra. Thì ra đám người này cường đại như thế, hắn còn có ý nghĩ kỳ quái với ba nữ nhân kia, quả thực tự tìm đường chết. May mắn may mắn, bởi vì trời đưa đất đẩy cho nên hắn không trở mặt với đám người lăng hàn, nếu không hắn sớm chết rồi hiện tại hắn vẫn còn một đường sinh cơ. Lăng Hàn nhìn về phía Dương Hiểu, hắn vươn tay nhấn một cái, phát động một chi bản nguyên lực AP chế độc tố trong người Dương Hiểu một lúc. Cảnh giới của hắn hơn xa quân ca, hơn nữa có được một chi bản nguyên chi lực, muốn áp chế sát độc chỉ là chuyện nhỏ. Rốt cuộc ngươi là ai? Dương Hiểu khôi phục năng lực nói chuyện, đây là nghi hoặc lớn nhất của hắn. Tại sao mấy người này có thể là thân nhân của Lăng Kiến Tuyết chứ? Vì cái gì đầu nhập vào Lăng Kiến Tuyết? quá khéo, cũng chỉ có Trần Sương Sương mới tin tưởng lời này. Lăng Hàn vỗ vỗ mặt Dương Hiểu, cười nói, bây giờ là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta, hiểu hay không? Hắn không có uy hiếp gì nhưng trên người có khí thế không giận tự uy, làm cho nội tâm Dương Hiểu sinh ra hàn ý rất mạnh. Hiểu, Dương Hiểu liền vội vàng gật đầu, tốt lắm, nói chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước đi. Lăng Hàn thản nhiên lên tiếng, Dương Hiểu hơi trần chờ đột nhiên nội tâm hắn phát lạnh, ánh mắt Lăng Hàn thật đáng sợ, hắn cảm thấy có tử vong áp bách. Hắn lập tức nói rõ những chuyện xảy ra mấy ngày trước. Hỗn đản, Trần Sương Sương nổi trận lôi đình, hỗn đàn này lừa gạt nàng không tính, không ngờ còn muốn nàng ăn mị dược. Thật là đáng chết, Lăng Hàn cũng bảo nữ hoàng áp chế Trần Sương Sương, hắn muốn hỏi những chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước khi hắn rời đi. Trong lòng đất chấn nhỏ có một pho tượng khổng lồ, chỉ cần thành tâm cầu nguyện với pho tượng là có thể đạt được lực lượng gia trì. Lăng Hàn thì thào, tình huống giống như lúc hắn ở trên đảo. Đầu tiên dùng lực lượng có được dễ dàng hấp dẫn người khác, sau đó hoàn toàn hãm vào bên trong, cũng sẽ thoát ly hệ thống tu luyện hiện hữu giống đám dân trên đảo. Hùng tứ tuyệt đối có dụng tâm hiểm ác, hắn muốn thông qua chậm rãi ăn mòn dương hiểu để thâm nhập vào thiên thánh cung, như vậy một đời lại một đời, có khả năng thế lực bát trọng sẽ thay đổi cờ xí trong một đêm. Thế lực hắc ám đã ngầm ra tay với đại giáo như thiên thánh cung, tình thế nguy hiểm còn vượt xa dự tính của Lăng Hàn. Hắn vung tay lên, oanh, hỏa diễm vô tận bộc phát sốt xương hiểu thành cho tàn. Người lại giết hắn, Trần Sương Sương chỉ ngây ngốc hỏi, không giết còn giữ làm gì? Lăng Hàn cười cười, nói, đi, đi gặp lại vị hùng bang chủ kia, hy vọng đây là con cá lớn, đúng rồi, tại sao tiểu cốt lại chơi trò mất tích đúng vào lúc này? Mấy người bọn họ cũng xuất phát đi tới chân nhỏ, Lăng Hàn đã tới qua một lần cho nên quen việc dễ làm, chỉ nửa ngày đã tới nơi cần tới. Âm, Lăng Hàn vươn tay ném tiểu trình ra bên ngoài, tiểu trình cầy một đường dài trên mặt đất trong tiểu trấn. Trong nháy mắt người trong trấn dừng động tác lại, sau đó dùng ánh mắt hung thần ác sát nhìn sang đám người lăng hàn. Gọi bang chủ các ngươi ra đi, Lang hàn thản nhiên lên tiếng. Ha ha, là cuồng nhân, không ngờ còn mang theo mấy tiểu nhân nũng nhịu tới trấn hùng bạo chúng ta, làm vậy khác gì tìm chết chứ. Có người trong trấn cười lớn, trong nháy mắt lang hàn chém ra một đạo kiếm quang, phốc, máu tươi bắn lên bầu trời, ngay sau đó có một đầu lâu rơi xuống đất thi thể không đầu mềm nhún quỳ xuống, sau đó trên người xuất hiện hỏa diễm thiêu đốt thành cho bụi. chương 2312, manh mối kinh người. Chết, trong trấn vốn an tĩnh sau đó bộc phát tiếng quát như sấm sét tình thế náo loạn. Có người ngoài dám chạy tới trấn của bọn họ giết người, đây là khiêu khích trấn trụi. Giết hắn, lại thượng nữ nhân của hắn, oanh, tất cả mọi người lao tới, cả đám vung vẩy đao kiếm tấn công đám người lăng hàn. Lăng hàn vung tay, ông, một đạo kiếm quang xẹt qua sau đó hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí bay đầy trời. Sau gió kiếm khí biến mất, trên đường phố trong trấn không còn ai sống sót. Lăng Hàn đi nhanh về phía trước, hắn biết rõ Hùng tứ ở nơi, đương nhiên hiện tại ở đâu thì hắn không rõ. Mấy người bọn họ đi nhanh tới trang viên, dừng lại bởi vì Hùng tứ đang chờ ở cửa. Tại hạ Hùng tứ, bái kiến chư vị. Hùng tứ như người khiêm tốn, hoàn toàn không có dáng vẻ đại hán thô kệch. Không biết tại hạ có chỗ nào đắc tội mấy vị tại sao mấy vị ra tay hung ác như thế lăng hàn mỉm cười nói nhìn không vừa mắt thì giết thế nào tốt cho một câu nhìn không vừa mắt hùng tứ cười ha ha trong tiếng cười to liền có bảy trung niên xuất hiện ba bên trái bốn bên phải lăng hàn lão tử nhìn các ngươi không thoải mái cũng sẽ làm thịt các ngươi sắc mặt hắn thay đổi thành hung ác vừa dứt lời bảy người đồng thời ra tay cùng lao tới tấn công lăng hàn bảy người này chính là nòng cốt của hùng bạo bang đều là cường giả dương hồn Bảy người liên thủ có thể thắng ổn. Lăng Hàn tùy ý ra tay, ông, quy tắc hóa thành lợi kiếm chém qua bảy người này. Trong nháy mắt cả bảy người nằm dưới đất, cả thế giới thanh tị. "Ca, có chuyện gì hảo hảo nói?" Sắc mặt dữ tợn trên mặt hùng tứ biến mất sạch sẽ, hắn giống như con chó sủ đang vẫy đuôi mừng chủ là Lăng Hàn. "Ca, xương hô như thế nào?" Thời điểm hắn nâng tay lên, xíu, yêu yêu, một đạo hắc quang bay ra khỏi ngực hắn bắn vào người Lăng Hàn hào quang này không chứa quy tắc nhưng tự thành thế giới ẩn chứa quy tắc đặc biệt có thể chặt đứt tất cả tồn tại trên thế giới này lang hàn vươn tay ông hắc quang dừng lại trước mặt hắn nửa bước không tiến hắc ám chi lực hắn nói nhỏ áp lực như núi áp chế hùng tứ hùng tứ kêu rên sắc mặt tái nhợt tại sao thực lực của đối phương mạnh như vậy hắn là âm hồn đối phương cũng là dương hồn hắn vận dụng bí pháp được lực lượng tiên linh gia trì hơn nữa suốt kỳ bất ý vẫn không thể đắc thủ nói đi cấp trên của ngươi là ai? Lăng Hàn hỏi, ca, lão tứ chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân, cấp trên không có người nào. Hùng tứ giả ngu với Lăng Hàn, Lăng Hàn đưa tay, kiếm quang đảo, một cánh tay Hùng tứ rời khỏi bả vai. A, à, Hùng tứ kêu thảm thiết, cấp trên của ngươi là ai? Lăng Hàn hỏi, ngữ khí bình thản nhưng mang theo sát khí đáng sợ. Hắn tuyệt đối không nhân từ nương tay, nhất là đối với tu luyện giả hệ thống khác, bởi vì đây là sâu mọt ăn mòn tiên vực. Hùng tứ lộ ra vẻ dễ dụa nhưng hắn vẫn kín miệng. Không nói đúng không, lang Hàn suy nghĩ, nói. Chỉ có bạo cúc, Hùng tứ lập tức thất kinh, trong tất cả thống khổ hắn không thể thừa nhận, bạo cúc tuyệt đối là một trong số đó. Lại nghĩ tới hậu quả khi phản bội tổ chức, toàn thân hắn run rẩy không lên tiếng. Nữ đến, hổ nữ sông lên, bành bành bành, sau đó đánh loạn một hồi, đánh Hùng tứ thành đầu heo, tuy Hùng tứ tuy kêu thảm thiết không cốt khí nhưng vẫn không nói gì. Vô dụng, Hùng Tứ dùng ngữ khí suy yếu nói, trong thức hải của ta bị hạ cấm chế, chỉ cần đề cập tới chuyện không nên nói sẽ chết. Như vậy, đương nhiên Lăng Hàn sẽ không dễ tin, hắn điểm lên chán Hùng Tứ sau đó thần hồn tiến vào bên trong. Ông, thần thức hắn biến hóa giống hắn như đúc, nó chỉ thu nhỏ vô số lần sau đó tiến vào thức hải Hùng Tứ. Kỳ quái, hắn lập tức phát hiện, bên ngoài thức hải Hùng Tứ quả nhiên có cấm chế, từng sợi khí thức màu đen bốc lên, nó tạ ác không phù hợp với phiến thiên địa này, lăng hàn cảm thấy chán ghét sau khi hơi phân biệt một chút lăng hàn phát hiện đây không phải là bản thân hắn bài xích mà là quy tắc hắn tu luyện bài xích không tu quy tắc của thế giới không thuộc về thế giới này đều là kẻ địch khí tức màu đen rất cường đại tuy chỉ có một tia nhưng lại có năng lực chém giết thần hồn của hắn lăng hàn không dám tùy tiện ra tay cứ như vậy buông tha hùng tứ khó gặp được người sống lăng hàn nhất định phải móc ra thứ hữu dụng với mình thiên địa bổn nguyên có thể đối với kháng không tâm niệm lăng hàn vừa động, bốn đạo bổn nguyên chi lực hoàn toàn bộ phát tiến vào người hùng tứ. A, à, hùng tứ lập tức kêu thảm thiết, bốn đạo hào quang bay vào trong người hắn và biến thành bốn trụ chống trời. Bị bốn đạo bổn nguyên chi lực dày vò liên tục, hùng tứ không chết cũng phế, lăng hàn không thèm quan tâm việc này, chỉ cần móc được tin tức hữu dụng, như vậy đối phương chết cũng được. Bổn nguyên chi lực bảo hộ thần hồn, lăng hàn bắt đầu trùng kích thức hải hùng tứ. Những khí tức màu đen bắt đầu phản kích, hóa thành đao, kiếm, búa, Việt, chảm 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 chảm, Lăng Hàn lại sử dụng bốn đại bổn nguyên chi lực tiến hành đối kháng. Thần thức đối kháng cũng phải xem đẳng cấp võ đạo, bốn đạo thiên địa bổn nguyên đều là cấp tiên vương, một khi không bị tu vi Lăng Hàn hạn chế, độ cao của chúng vượt xa Lăng Hàn. Oanh, thần thức Lăng Hàn bắn ra hào quang bốn màu, hắn hóa thành chiến thần vượt qua mọi trông gai, dũng cảm tiến tới. Tuy hắn vẫn tệ ến lên phía trước nhưng nội tâm cực kỳ hoảng sợ, bởi vì bốn đạo bổn nguyên chi lực liên thủ mới có thể chảm phá chướng ngại phía trước, thực lực người bố trí cấm chế này cao thâm khó dò. Vào lúc Lăng Hàn sắp giết vào trong thức hải hùng tứ, dường như khí thức màu đen biết không thể ngăn cản hắn tiến vào thức hải, chúng lại không tấn công Lăng Hàn, ngược lại chém giết hùng tứ. Không tốt, Lăng Hàn kêu khổ nhưng làm sao ngăn cản, oanh, thức hải của hùng tứ nổ tung, hoàn toàn không có lực chống cự. Đáng chết, Lăng Hàn đành phải ra tay toàn lực bắt lấy mảnh vỡ trí nhớ hùng tứ, được bốn đạo bổn nguyên chi lực đối kháng cho nên vẫn có thể bảo toàn một ít trí nhớ của hùng tứ. Tiên cổ chiến trường, rút ra bổn nguyên, Hắc Long Vương, Lang Hàn thì thào tự nói, hắn đạt được mảnh vỡ trí như ít tới thương cảm nhưng vẫn phát hiện mấy câu mấu chốt. Làm hắn sợ hãi nhất chính là câu rút ra bổn nguyên. Bổn nguyên, tuân theo ý chí thiên địa mà sinh, đại biểu cho thiên địa đại đạo, nếu như bổn nguyên bị phá hủy, từ đó sẽ đả kích phiến thiên địa này. Chương 2313, một thế giới khác. Giống như giết con của ngươi, ngươi nói phụ mẫu thương tâm cỡ nào? Tổ chức hắc ám này vẫn tiềm phục trong bóng tối, chúng bố cục suốt mấy trăm vạn năm trên đảo giữa hải vực vô tận, chẳng phải là vì cương nguyên lục kim sao? Nếu không có Lăng Hàn gặp phải biển gầm, tiểu cốt vừa vặn đuổi tới, kết quả thật khó nói. Nhưng sóng biển gầm có thể xuất hiện vô duyên vô cớ hay sao? Đột nhiên Lăng Hàn hoài nghi thiên địa có linh, ví dụ như thiên kiếp có chứng cứ rõ ràng nhưng thiên địa chỉ vận hành dưới quy tắc, không có khả năng can thiệp quá nhiều, nếu không mỗi người độ kiếp sẽ gặp phải tiên vương kiếp, như vậy có kẻ nào sống nổi? Biển gầm đưa hắn lên đăng đồ đảo, đây không phải biện pháp thiên địa tự cứu hay sao? Đột nhiên Lăng Hàn cảm thấy thiên địa thật đáng buồn, rõ ràng nắm giữ lực lượng cường đại nhất nhưng rất nhiều thời điểm còn không bằng chạm chân. Xíu, yêu yêu, thần thức của hắn rời khỏi thức hải của Hùng Tứ, chỉ thấy Hùng Tứ đã chết. Mặt ngoài không tổn thương như ngủ say nhưng thức hải tan vỡ, hắn chết không nghi ngờ. Như thế nào, nữ hoàng trầm giọng hỏi, Lăng Hàn gật gật đầu, biết rõ một ít gì đó nhưng chuyện này có khả năng vượt qua khả năng của chúng ta chuyện gì một đạo nhân ảnh lặng lẽ xuất hiện chính là lữ hải dung đúng là xuất quỷ nhập thần lang hàn suy nghĩ cảm thấy việc này không phải hắn có khả năng giải quyết nhất định phải mời tiên vương xuất mã tại tiên vực mang chữ vương đều là tiên vương nếu không qua vài ngày sẽ bị người ta chém giết trong đoạn trí nhớ của hùng tứ có nói tới tiên cổ chiến trường có thiên địa bổn nguyên tồn tại tổ chức hắc ám đang rút nó ra, cường giả tọa trấn là hắc long tiên vương. Trên đăng đồ đảo có một đạo thiên địa bổn nguyên nhưng người phụ trách chỉ là thăng nguyên cảnh, đó là cường giả cửu liên, hiện tại tiên cổ chiến trường lại có một tiên vương tọa trấn tranh lệch quá lớn. Thăng nguyên cảnh chỉ có ba tiểu cảnh giới, tiên vương đã có cửu trọng thiên, một bước một trọng thiên, tranh lệch quá lớn, cho dù là Lữ Hải Dung cũng không làm được gì. Lăng Hàn ngẫm lại, nói, tiền bối cũng biết còn có một hệ thống tu luyện khác, dùng nhất liên, nhị liên làm đẳng cấp hay không. Ân, Lữ Hải Dung kinh ngạc, tiểu tử này nói hưu nói vượn cái gì, thiên địa quy tắc hạn chế cho nên mỗi người phải dựa vào quy định của thiên địa, làm sao còn có hệ thống tu luyện khác. Lăng Hàn cũng lộ vẻ kinh ngạc, Lữ Hải Dung lại không biết hệ thống tu luyện khác tồn tại. Ngay cả tiên vương tứ trọng cũng chưa nghe qua, ai nha, không nên nói nhảm với nàng, hai tay hổ nữ trông eo, số lão thái bà, nữ mệnh lệnh ngươi lập tức triệu tập cao thủ tới, nữ muốn đánh nhau lữ hải dung cười khổ lắc đầu hiện tại côn bằng cung bị tứ hải cung đánh cực thảm sinh tồn cũng là vấn đề sao có thể điều cao thủ đến ngay cả rút nàng là tiên vương tứ trọng ra cũng làm tiền tuyến của côn bằng cung căng thẳng không phải côn bằng cung không được mà là tứ hải cung càng mạnh hơn nữa nói cách khác cũng chỉ có đám người chúng ta hành động thôi sao lang hàn thì thào còn có tiểu cốt nữ hoàng nhắc nhở lang hàn gật đầu tiểu cốt là gia hỏa không đáng tin cậy nhưng thực lực rất mạnh Chiến lược thông thường đạt tới thăng nguyên cảnh, mà tiên vương cốt bạo có thể địch nổi tiên vương. Chờ tiểu cốt trở về lại nói sau. Khá tốt, hai ngày sau tiểu cốt quay trở lại. Gia hỏa này là nói chuyện cuồng, giống như muốn nói toàn bộ những gì học được suốt mấy ngày nay nói ra, nói nhiều tới mức ra đầu lăng hàn tê dại. Bởi vì hắn nghe được việc nhà của bác gái phố phường ngươi có thể tưởng tượng một cục xương bảo hôm nay mua thức ăn gì sẽ như thế nào. Hai ngày hôm trước, lăng hàn thuận tay phá hủy pho tượng dưới lòng đất của bảo hùng bang, nó giống như đồ đằng có thể cung cấp lực lượng cho người tín ngưỡng hắc ám lăng hàn không biết đạo lý trong đó cứ phá hủy là được rồi tiểu cốt còn thiếu một mình ngươi đi tiểu cốt còn thiếu một mình ngươi đi tiểu cốt học không sót một chữ hắn vẫn thích học theo lăng hàn nhất vấn đề nằm ở chỗ tiên cổ chiến trường nằm ở đâu lăng hàn thì thào lữ hải dung sống quá nhiều năm nàng biết tới ba khu vực tiên cổ chiến trường hơn nữa có một chỗ gần bọn họ nhất là côn bằng thiên Truyền thuyết vào 78 kỷ nguyên trước bộc phát một trận đại chiến kinh thiên động địa cuốn vô số tiên vào, đại chiến thảm thiết. Cung chủ côn bằng cung đời thứ nhất là côn bằng nguyên thú cũng vẫn lạc tại đó. Lữ Hải Dung nói ra, đây là chiến tranh thế nào, ngay cả tiên vương cửu trọng cũng vẫn lạc. Hơn nữa, côn bằng không phải tiên vương cửu trọng bình thường, mà là bá chủ trong tiên vương, cũng có thể xưng là siêu cấp tiên đế. Có quan hệ với hắc ám triều tịch không? lang Hàn kinh ngạc, nếu có rất nhiều tiên vương vẫn lạc như vậy, Cổ chiến trường này là siêu cấp bảo khố, vì cái gì không có người đi đoạt bảo vật. Không nói chuyện khác, tiên khí sẽ có một đống lớn. Lữ Hải Dung lắc đầu, nàng nói, bởi vì căn bản không ai biết cổ chiến trường nằm ở đâu. Tiên Vương đại chiến, thời không hỗn loạn, tiên vương đời sau phỏng đoán chiến trường bị đánh vào không gian hư vô, căn bản không thể tiến vào. Lăng Hàn, nữ hoàng chậm rãi gật đầu, một vị tiên vương đã có năng lực nhìn nát thiên địa, huống chi là vô số tiên vương đại chiến còn có côn bằng là tiên đế gần như vô địch làm cách nào tiến vào cổ chiến trường lang hàn khó khăn việc này lữ hải dung cũng chỉ có lắc đầu trên thực tế côn bằng cung các nàng thật sự muốn đi vào bên trong cổ chiến trường tìm được côn bằng nguyên thú từ đó tu bổ truyền thừa và tìm một ít trí bảo tiên bảo của tiên vương cửu trọng có uy năng kinh người tuyệt đối có thể hóa giải khốn cảnh trước mắt của côn bằng cung ta có thể đột nhiên tiểu tháp lên tiếng lang hàn kinh ngạc làm sao ngươi biết bởi vì lúc trước ta cũng ở trên chiến trường tiểu tháp chậm rãi nói ra lăng hàn rung động tiểu tháp lại tham gia vào trận chiến côn bằng vẫn lạc hắn liền vội vàng hỏi ta ẩn chiến ấy bộc phát như thế nào ai đánh với ai kết cục cuối cùng như thế nào tại sao ngươi hỏi nhiều thế tiểu tháp không kiên nhẫn hiếu kỳ không được sao lăng hàn cười nói hắn sớm không quan tâm tiểu tháp ngạo kiều tiểu tháp do so dự một lúc nói được rồi tu vi ngươi cũng tăng lên ta cũng không ngại nói một ít bí mật cho ngươi biết. Thực, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng lần này tiểu tháp sẽ đả kích hắn sau đó lại im miệng. chương 2314, Côn Bằng Thiên chân Chính Thượng. Ngươi đã biết rõ có một thế lực đang truyền bá hệ thống tu luyện khác, ý đồ phá vỡ phiến thiên địa này. Tiểu tháp cú ẻ e không nói nhảm, nó đi thẳng vào vấn đề. Ân, Lăng Hàn gật gật đầu, kỳ thật cách đây thật lâu thật lâu, thế lực này đã bắt đầu xâm lấn. Tiểu tháp ung dung nói ra, Bọn chúng không thuộc thế giới này, mà là đến từ thế giới khác, nếu người hỏi ta nó ở đâu, ta đây cũng không rõ ràng lắm. Ngay từ đầu, hai thế giới chỉ có một ít liên thông, cường giả không qua được, bởi vì thông đạo quá không ổn định, hơn nữ còn có thế giới chi lực bài xích không cho cường giả đi qua, mà kẻ yếu không thể chống lại giới lực nên bị ép chết. Đúng, này cái gọi là cường giả chính là tiên vương cửu trọng. Lăng Hàn nghe rất yên tĩnh, nhưng bị tiểu tháp bổ sung một câu làm hắn cứng họng. tiêu chuẩn cường giả quá cao rồi, tìm cả tiên vực có mấy người đạt yêu cầu. Ngay từ đầu các đại nhân vật của tiên vực không xem là việc quan trọng, nhưng điểm liên thông này dần ổn định, đến một ngày nào đó rốt cuộc tiên vương cửu trọng, tiên vương bát trọng cũng có thể thông qua. Không chờ tiên vương của chúng ta đi xem thế nào, vô số cường giả thế giới đối diện giết qua. Ngay từ đầu thế giới chúng ta không kịp chuẩn bị cho nên vô số sanh linh đổ thán, thậm chí tiên vương vẫn lạc dùng trăm vạn để tính. Thẳng tới khi mấy vị thiên tôn ra tay, lúc này mới chấn trụ cục diện. Trong trận chiến thảm thiết nhất xảy ra tại Côn Bằng Thiên, kể cả Côn Bằng và 17 tiên vương cửu trọng đều vẫn lạc, cũng làm cho tiên vực nguyên khí đại thương, cho dù qua 78 kỷ nguyên vẫn không thể khôi phục nguyên khí đạt tới thời điểm cường thịnh. Việc này vẫn chưa chấm dứt, cường giả thế giới khác không ngừng mở rộng điểm liên thông, ý đồ trọng trấn cờ chống lại xâm lấn thế giới chúng ta. Đối phương cũng có cường giả thiên tôn, thời điểm không ngừng ra cố điểm liên thông, ngay cả thiên tôn cũng có thể thông qua, cũng không phải hình chiếu hai thế giới đại chiến chưa bao giờ ngừng nghỉ chúng ta xưng là hắc ám thủy triều trong đó thế lực hắc ám nghĩ rất nhiều biện pháp ý đồ phá vỡ thế giới chúng ta bọn chúng truyền hệ thống tu luyện vào trong đó là một biện pháp muốn tan giã căn cơ thế giới chúng ta tín ngưỡng tiên linh của bọn chúng là một thiên tôn của chúng lang hàn sớm nói không nên lời thì ra tiên linh là tồn tại vô cùng châu bò thiên tôn đó là tồn tại siêu việt quy tắc thiên địa ồ tại sao ngươi không nói hắn phát hiện tiểu tháp không nói nữa Tiểu Tháp dùng ngữ khí không dao động trả lời, nên nói cũng đã nói cho ngươi biết, không thể nói thì ngươi hỏi cũng vô dụng. Được, nhưng lần này Lăng Hàn hài lòng, ít nhất biết rõ địch nhân chân chính là ai. Thế lực ngầm là thế giới khác xâm nhập, muốn tiêu diệt tiên vực. Bọn chúng làm vậy vì cái gì? Lăng Hàn hỏi một vấn đề, muốn biến chúng ta thành nô lệ sao? Không phải, Tiểu Tháp phá lệ mở miệng, ngữ khí trầm trọng, nghiêm túc. Đây là chiến tranh của hai giới, một khi chúng ta thua, thế giới khác sẽ thôn vệ thế giới của chúng ta, mà mọi người chúng ta đều tan thành mây khói, ngay cả trí nhớ lạc ấn cũng không tồn tại, giống như chúng ta chưa từng tồn tại trên thế giới này. Lăng Hàn sợ hãi nổi ra gà, đây không phải chuyện chết một hai người, mà là xóa bỏ tất cả mọi người. Không được, tuyệt đối không được, đi, cho dù như thế nào cũng tuyệt đối không để bọn chúng giúp thiên địa bổn nguyên. Lữ Hải đi ung sinh ra tín nhiệm khó hiểu với Lăng Hàn, thời điểm hắn nói có thể tìm ra tiên cổ chiến trường, nàng không hoài nghi chút nào lập tức xuất phát sau khi tiến vào côn bằng thiên trần sương sương được thả ra quay về thiên thánh cung đi theo đám người lăng hàn quá nguy hiểm ngược lại nàng lẻ loi một mình căn bản không có ai để ý tới nàng lăng hàn cũng rất muốn lập tức đi tới thiên thánh cung thăm nhi tử sau khi biết thế lực ngầm đạt được thiên địa bổn nguyên và muốn sử dụng mở rộng và ổn định thông đạo hai giới như vậy tiên vượt cách bị diệt gần một bước liền không đi thiên thánh cung chúng ta đánh không lại thế giới kia sao lăng hàn hỏi Dựa vào cái gì bọn chúng có thể xâm lấn chúng ta, vì cái gì cường giả tiên vực không thể phản công. Tiểu tháp nói, bởi vì bọn chúng mạnh hơn, đơn giản, rõ ràng, cho dù đi tới nơi nào, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Mạnh đến mức nào, Lăng Hàn muốn biết, thế giới chúng ta thời điểm mạnh nhất có bốn vị thiên tôn, hiện tại chỉ còn ba người, mà thế giới kia. Có tới, bảy thiên tôn, tiểu tháp nói ra một sự thật nghiêm trọng, bảy tên thiên tôn, chiến lược tranh lệch quá xa, Lăng Hàn im lặng. Muốn hóa giải tiên vực Lâm Nguy phải đạt tới cấp bậc Thiên Tôn, nếu không Thiên Vương Cửu Trọng cũng không có tư cách địch lại Thiên Tôn. Thiên Tôn mạnh như thế nào, hắn lại hiếu kỳ hỏi một câu, 10 tên tiên vương cửu trọng chính là tiên đế cao cấp nhất mới có thể ngăn cản một tên Thiên Tôn. Tiểu Tháp trầm ngâm sau đó nói, chú ý, là ngăn cản chứ không phải địch nổi Thiên Tôn. Tiên Vương Cửu Trọng đã có thể sánh ngang thiên địa mà Thiên Tôn là tồn tại siêu việt thiên địa, đã thoát ra khỏi thiên địa hạn chế. Nói cách khác, cho dù phiến thiên địa này bị hủy diệt thì thiên tôn cũng không tiêu vong. Đột nhiên Lăng Hàn nghĩ tới cái gì đó. Không sai, tiểu tháp gật đầu, Lăng Hàn giật mình, khó trách tiểu tháp, đại hắc cầu ngẫu nhiên phàn nàn vài câu, nói cái mấy lão gia hỏa xem thường thương sinh, trên thực tế cho dù hảo kiếp thật sự xảy ra, bọn họ cũng không chết, thậm chí cũng có thể lan lộn rất tốt trong thế giới khác, bọn họ không có khả năng dùng đao thật thương thật liều mạng. Ngừng ở đây, đột nhiên tiểu tháp nói ra, ngừng ngừng ngừng, Lăng Hàn vội vàng nói, Lữ Hải Dung dừng lại, thả đám đông ra, nơi này, nàng có chút ngạc nhiên, đây là một khu vực khỉ ho cò gáy, ngay cả tảng đá trụi lùi cũng không có, tại sao nơi này là cổ chiến trường chứ? Tiểu Tháp, Lan Hàn kêu gọi, nơi này, Tiểu Tháp phụ trách chỉ điểm phương hướng, mọi người đi lên một đoạn sau đó dừng lại, bốn phía vẫn vắng vẻ. Ngu Xuân, đã nói tiên cổ chiến trường bị lực lượng tiên vương đánh vào hư không, nơi này chỉ là một lối vào, cho dù có đi vào hư không cũng không thể tìm được cổ chiến trường. Tiểu Tháp không chút khách khí nói ra, "Theo nha nha." Đột nhiên tiểu cốt kích động, "Chương 2315, Côn bằng thiên chân chính hạ." Lang Hàn biết rõ nếu như tiểu cốt không chủ động nói ra tiếng học vẹt thì đó là lúc nó tức giận. Mà nó tức giận có ý nghĩa phát hiện ra hệ thống tu luyện khác. Thế lực ngầm, tiên vương cốt trong cơ thể tiểu cốt bắt đầu sáng lên, sau đó phù văn sáng ngời trong ngực nó, nó vươn tay xé rách hư không. Nơi này là một đám không khí nhưng dưới tay tiểu cốt lại giống như bức tường sau đó nghiền nát thành từng mảnh. Không gian quy tắc, Lữ Hải Dung hiếp mắt nói ra, trừ tiên vương dùng không gian quy tắc thành đạo ra, chỉ khi tiên vương đạt tới cửu trọng thiên mới có đầy đủ thời gian, tài nguyên chuyên tu đại đạo khác, ví dụ như không gian quy tắc. Người côn bằng cung sẽ tu tập không gian quy tắc, bởi vì trên người các nàng có huyết mạch côn bằng, lại có công pháp đối ứng, bí bảo, đây là một trong những nguyên nhân các nàng cường đại, không gian quy tắc cường đại hơn quy tắc khác nhưng Lữ Hải Dung lại hoảng sợ phát hiện nàng không hiểu không gian quy thức mà tiểu cốt vận dụng. Ý nghĩa kiếp trước của tiểu cốt rất cường đại, nàng vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc tiểu cốt khi còn sống là tiên vương nào. Chỉ đánh vài cái, tiểu cốt đã xé ra một lối vào trong hư không. Không gian tiên vực cực kỳ ổn định, cho dù thăng nguyên cảnh đại chiến cũng rất khó đánh ra một hành lang hư vô, tiểu cốt lại làm được. Theo nha nha, tiểu cốt vô cùng tức giận nhảy vào trong thông đạo, Lữ Hải Dung hơi do dự cũng mang mọi người đi vào lúc này lỗ hỏng khôi phục chậm rãi giống như chưa từng xuất hiện qua. Thiên địa có năng lực khôi phục rất mạnh, dầm dầm dầm, trong không gian hư vô, năng lượng cuồng bạo rất mạnh. Trong không gian hư vô không có bất cứ vật dụng thực tế nào nhưng khắp nơi đều là năng lượng chiều dâng hình thành phong bạo đáng sợ, cho dù thăng nguyên cảnh sông vào cũng bị xé nát ngay lập tức. Khá tốt, bọn họ chỉ có một tiên vương bảo vệ, đủ để giữ được an toàn. Tiểu cốt đi tuốt ở đàng trước, thân hóa lưu quang, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn làm lữ hải dung cảm thấy cố hết sức một cục xương mà thôi không ngờ bộc phát uy thế kinh người như vậy vị tiên vương này năm đó cường đại tới mức nào khá tốt lữ hải dung cũng là tiên vương tinh thông không gian quy tắc nếu không cho dù là tiên vương tứ trọng nào cũng không thể đuổi theo tiểu cốt ở nơi này chỉ có tiên vương mới có thể cực tốc bọn họ xuyên qua không gian hư vô bảy ngày bảy đêm phía trước xuất hiện một điểm nhỏ trong hư không có cái gì đó nhưng không bị phá hủy lại đi cả buổi Điểm nhỏ trong tầm mắt dần dần phóng đại, từ một điểm biến thành miếng bánh, lại biến thành một đại lục lớn không tưởng tượng nổi. Đây mới thực sự là Côn Bằng Thiên, Lữ Hải Dung kinh hô. Trong trận chiến năm đó, cả Côn Bằng Thiên bị đánh bay vào hư không, Côn Bằng Thiên hiện tại chỉ trùng kiến trên phế tích. Đây là một thiên vực, đương nhiên lớn không hợp thói thường, cho dù là thị lực của tiên vương cũng không thể nhìn hết. Xíu, yêu yêu, tiểu cốt dẫn đầu đáp xuống đại lục, Lữ Hải Dung vội vàng đáp xuống. Ô! đám người lang hàn phát hiện nơi này không có năng lượng phong bạo là đại lục này ngăn cản năng lượng phong bạo tiên vương năm đó chết đi quá nhiều nơi này là phần một tiên vương lữ hải dung nói ra đúng thế nơi này là đại một phần của tiên vương mai táng vô số tiên vương nhiều tới mức không đếm hết tiểu cốt lại lâm vào trạng thái mờ mịt bởi vì trong hư không chẳng có thứ gì khác hắc ám chi lực mãnh liệt giống như mặt trời có thể đến nơi đây khí tức tiên vương che đậy mặt trời đi tìm thôi lang hàn cười nói muốn tìm mấy người trong thiên vực lớn như vậy nói dễ lắm sao tận khả năng đi khắp mỗi góc ta sẽ cảm ứng khí thức thiên địa bổn nguyên cũng từ đó tìm ra người của thế lực ngầm tiểu tháp nói ra lăng hàn gật đầu chỉ có thể như vậy bọn họ phải đi vòng quanh đại lục này khá tốt có một vị tiên vương mang theo tốc độ của bọn họ nhanh kinh người nếu phải tìm khắp mỗi nơi hẻo lánh muốn đi một vòng cũng phải dùng hàng tỷ năm để tính ba năm sau tiểu tháp lên tiếng ngừng lăng hàn chờ chữ này không biết bao lâu nghe vậy vội vàng nói tiền bối chính là nơi này lữ hải dung dừng lại trước mặt là sơn cốc có sát khí bay lên hẳn là nơi đây lữ hải dung gật gật đầu năm đó xảy ra đại chiến nàng còn chưa sinh ra tất cả đều nghe lão nhân trong nội cung nói tự nhiên sẽ không nhớ rõ nơi nào nơi này có sát khí hóa thành thực chất hoặc đã chết không biết bao nhiêu người hoặc cường giả kinh thiên động địa chết nếu không tuyệt đối không có sát khí nồng đậm như thế cẩn thận thế lực ngầm sớm tới nơi này thậm chí có khả năng bố trí đại trận tàn sát tiên vương tại đây, không cẩn thận sẽ chết. Hắc Long Vương gì đó chắc chắn là tiên vương, chỉ không biết là mấy trọng thiên. Tiểu cốt sung phong, Lữ Hải Dung lại bọc hậu bảo hộ lăng hàn, hổ nữ, nữ hoàng, như yêu nữ bên trong, về phần thiên phượng thần nữ thì không nên tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc, không có chó hoang ở đây, nếu không sẽ nắm chắc 10 phần. Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc, đại hắc cầu có thể trộm đồ lót của linh diệu tiên vương tới tay, đoán chừng không phải tu vi bát trọng thiên cũng là cửu trọng thiên, thực lực như vậy có thể đi ngang trong tiên vực. Bọn họ tiến vào sơn cốc đã phá hư khí thức bình tĩnh tại nơi đây, lúc này sát khí quấn quanh và hóa thành một thanh kiếm chém tới mọi người. Phá, bàn tay Lữ Hải Dung dơ chỉ thiên địa quy tắc, trong bàn tay nàng có quang phù hình thành thanh kiếm. ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, thanh kiếm kia bị đánh nát bấy, quang phù bay về phía trước, bành bành bành, sát khí bị đánh tan và đáp xuống vách núi. Tiên vương tứ trọng thiên, mạnh, Lữ Hải Dung lại không có vẻ mặt cao hứng gì, nàng thật có thể hóa giải công kích dễ dàng, trong sơn cốc lại ngưng tụ từng đạo từng đạo sát khí, mỗi sát khí tương đương với Tiên Vương nhất trọng thiên ra tay. Không thể chủ quan, nếu không hắn có khả năng lật thuyền trong mương. Không tốt, Cương Phong thổi tới, đột nhiên lang hàn kinh hô, hắn đi lại trên đại lục này đã 3 năm, bọn họ cũng hiểu hoàn cảnh nơi đây, mỗi cách 10 ngày nửa tháng sẽ có Cương Phong xuất hiện. Nếu như ở bên ngoài gặp Cương Phong còn khá tốt, có Lữ Hải Dung và Tiểu Cốt cùng bảo vệ sẽ vượt qua dễ dàng. Trong sơn cốc này lại khác, nơi này đầy sát khí đáng sợ, một kích nhẹ nhàng uống có lực phá hoại kinh người, sau khi cương phong thổi qua sẽ là hàng tỷ sát khí hóa thành binh khí tấn công, chỉ sợ tiên vương cửu trọng cũng phải cao màu. chương 2316, không chỉ một đạo Cương phong như vậy chỉ hình thành trong hư không, bên ngoài có năng lượng phong bạo nhưng trên đại lục còn tốt hơn rất nhiều, 10 ngày nửa tháng mới có cương phong một lần, mắt thường có thể thấy được một cơn cuồng phong cao vạn trượng quét tới tư thế thần cản sát thần phật ngăn đổ phật có sơn động nhanh trên vách núi đá xuất hiện một hang động có thể tồn tại ở đây nói rõ nó đã thừa nhận không biết bao nhiêu lần phong bạo càn quét lúc này cũng không ngoại lệ mọi người vội vàng chạy vào trong chỉ qua một hồi phong bạo đáng sợ quét qua sát khí bên trong hóa thành các loại binh khí chém giết trên đường phong bạo đi qua trên vách núi đá xuất hiện từng vết chảy càng kinh người là nó không thể san bằng sơn cốc này. Đây là quy tắc phong bạo thuần túy, không có lực lượng gì. Lữ Hải Dung giải thích nói, chỉ có quy tắc mới phá hư lên sinh mệnh lớn nhất, với tử vật lại khác. Giống như một giọt nọc độc dễ dàng giết người, nếu như nhỏ lên tảng đá chỉ có dám dùng, hoàn toàn vô dụng. Vách núi sẽ xuất hiện vết chảy vì lực lượng của cương phong. Đương nhiên sơn cốc được sát khí ra chỉ nên cứng rắn tới cực điểm, có thể lưu lại dấu vết ở đây chính là bởi vì cương phong có sen lẫn sát khí trong đó, nếu không cương phong cũng chẳng đáng sợ. Có cương phong đánh tới nhưng nhờ Lữ Hải Dung và Tiểu Cốt tiến hành hóa giải cho nên hữu kinh vô hiểm nhưng cương phong không ngừng, phong nhận chém tới liên tục giống như có mấy vạn tiên vương nhất trọng ra tay không ngừng, nếu không phải mỗi trọng thiên của tiên vương tranh lệch cực kỳ khủng bố, chỉ sợ Lữ Hải Dung và Tiểu Cốt đã không nhịn được. Nửa canh giờ sau cương phong thổi qua, lần tiếp theo sẽ là 10 ngày sau. Mọi người đi ra khỏi sơn động, sơn cốc khôi phục yên tĩnh sát khí bốc lên rất nhiều bọn họ hơi động sát khí trong sơn cốc có phản ứng chúng hóa thành đao kiếm chém tới bị lữ hải dung tiện tay hóa giải sơn cốc rất lớn có thể nhìn thấy dấu vết chiến đấu khắp nơi tiên vương đại chiến tại sao sơn cốc này không tan vỡ lăng hàn cảm thấy kỳ quái hỏi nơi này gọi là thanh nguyên cốc lữ hải dung tìm tòi trong trí nhớ nói truyền thuyết có một vị đại nhân vật đã từng luyện chế bảo khí bổn mạng tại đây bởi vậy cả sơn cốc cũng được đạo tác trí cao rèn luyện qua, cho dù tiên vương cửu trọng toàn lực ra tay cũng chỉ có thể đánh nát mấy tảng đá mà thôi. Đại nhân vật, Lăng Hàn hỏi, ha ha, Lữ Hải Dung không giải thích nhiều, thiên tôn đấy, nội tâm Lăng Hàn đã nghĩ tới, nếu không vì sao tiên vương cửu trọng chỉ có thể đánh nát mấy tảng đá. Đợi đã nào, đột nhiên tiểu giật mình, nói, tại sao thiên địa nguyên lực lại cổ quái như thế, chẳng lẽ bị thế lực ngầm phá hư, không có khả năng, tiểu tháp lắc lắc, nói mục đích không phải phá hư thiên địa bổn nguyên mà là muốn lợi dụng thiên địa bổn nguyên ăn lực lượng thiên địa liên thông giữa hai giới nếu phá hư ở nơi này sẽ không có chút ý nghĩa nào đã xảy ra chuyện gì lăng hàn cũng tò mò ồ hẳn là thế ngữ khí tiểu tháp xuất hiện chấn động ngươi nghĩ đến cái gì ngươi phải biết rằng số lượng thiên địa bổn nguyên là có hạn huống hồ có chút thiên địa bổn nguyên bản thân có thể thành đạo trở thành tiên vương đột nhiên tiểu tháp lại nói một chuyện không liên quan lang hàn gật đầu ta biết rõ có thể nói như vậy, trong một ngàn tiên vương sẽ có một người có được thiên địa bổn nguyên. Tiểu tháp còn nói thêm, tiên khí cũng rất ít, không sai biệt lắm người tiên vương sẽ có một người có tiên khí, thiên địa bổn nguyên càng ít, có thể một ngàn tiên vương chỉ có một người có. Lăng Hàn lập tức giật mình, ý người nói năm đó vẫn lạc mấy vạn tiên vương, như vậy thiên địa bổn nguyên cùng tiêu vong một lúc cũng hơn 10 đạo, trải qua vô số năm diễn hóa, những thiên địa bổn nguyên kia sống lại lần nữa. Hắn cũng không biết dùng từ sống lại có chuẩn xác hay không, nhưng đây là từ duy nhất hiện tại hắn có thể nghĩ tới. Không tệ, tiểu tháp hiếm khi không châm chọc Lăng Hàn, ngữ khí trước sau vẫn ngưng trọng, đây là nó gật đầu. Lăng Hàn biến sắc, 10 đạo thiên địa bổn nguyên, nếu như để thế lực ngầm có được 10 đạo thiên địa bổn nguyên, như vậy sẽ tạo thành tổn thương lên thiên địa cỡ nào? Khó trách trên đăng đồ đảo chỉ có một tên thăng nguyên cảnh tỏa chấn mà nơi này lại là tiên vương. 10 đạo thiên địa bổn nguyên A, có khả năng nhiều hơn một ít, cũng có thể ít hơn một ít nhất định không thể để chúng thực hiện được. Lăng Hàn kích động, những thiên địa bổn nguyên này có thuộc tính khác nhau, vậy hắn vô cùng có khả năng đạt thành nguyện vọng tìm được chín đạo thiên địa bổn nguyên. Sau đó hóa chín phần hồn, bằng tư thái cường đại tiến vào tiên phủ cảnh, như vậy hắn có thể không kém gì kỳ vô danh. Đây chính là mua bán lớn nha, trái tim Lăng Hàn đập thình thịch, hơn nữa không chỉ có hắn, hổ nữ, nữ hoàng cũng có thể có một thiên địa bổn nguyên, như vậy chiến lực của các nàng sẽ tăng lên một đoạn lớn. Hắn nói tin tức này cho hổ nữ, nữ hoàng biết, hai nữ nghe xong tim đập thình thịch. Thiên địa bổn nguyên, hữu duyên có được, nhưng mấu chốt là nếu không gặp được thiên địa bổn nguyên, nói gì tới hữu duyên. Sương cốt thối, nhanh lên nhanh lên, hổ nữ lập tức thúc giục, tiểu cốt đi trước mở đường, nghe vậy không quay đầu lại bắt trước nói theo. Sương cốt thối, nhanh lên nhanh lên, xoát, còn chưa dứt lời đầu của nó đã bị cương phong chém qua, cho dù đầu rơi xuống vẫn học vẹt không dứt. Hình tượng này có chút quỷ dị làm người ta sởn gai ốc, cũng làm người ta muốn cười. Tiểu cốt phất tay hóa giải cương phong đánh tới, một tay đầu lâu rơi xuống, rất vị ý đặt trở về, bước chân nó không ngừng, cũng không quan tâm có ai khác. Nhìn kìa, bọn họ đi qua một sơn cốc, phía trước có một cái chuông xuất hiện. Cái chuông này rất lớn, chiều cao 3 trượng, nó lớn chừng hai trượng, xem tài liệu hẳn là thanh đồng tạo thành, trên cái chuông màu xanh tỏa ra khí tức cực kỳ cổ xưa. Chỉ nhìn một cái cũng làm người ta bị áp bách rất lớn, Toàn thân như nhũn ra, khí lực đứng cũng không còn. Tiên Vương Bảo Khí, Lữ Hải Dung hoảng sợ nói, "Côn bằng cung gia đại nghiệp đại, cho dù hôm nay bị đánh rất thảm nhưng nàng vẫn có một kiện tiên khí. Nhưng tiên khí bị chế ngự cảnh giới bởi người sử dụng, còn phải xem tiêu chuẩn của người luyện chế. Tiên binh là nàng tự luyện chế, sau khi kích phát sẽ phát huy uy lực vượt qua cảnh giới của nàng, nếu không như thế tại sao tiên binh quý giá như vậy?" Chương 2317, Tiên cung, nhìn thấy cái chuông lớn phía dưới, Lữ Hải Dung sinh ra cảm giác rung động, hơn nữa cái chuông chỉ cần phát ra một tiếng chuông cũng làm nàng phấn thân toái cốt. Tuy đây chỉ là một loại cảm giác nhưng Lữ Hải Dung vô cùng tin tưởng. Cái chuông này không chỉ là binh khí, hơn nữa còn là bảo khí ngoài thất trọng thiên, nếu không tuyệt đối không có khả năng tạo ra áp bách lớn như vậy với nàng. Trừ tiểu cốt ra, tất cả mọi người có xúc động muốn thu. Tiên vương khí quá chân quý, nhưng Lữ Hải Dung không dám tới gần một bước, huống chi những người khác chỉ dương mắt nhìn mà thôi, điểm này làm bọn họ khó chịu gần chết bảo khí chân quý ngay chớ ước mặt bọn họ đi xuống dưới muốn quan sát tiên binh rõ ràng hơn lúc mới đi hai bước liền rung động không ngờ cái chuông lớn bị đánh đàn nếu từ bên cạnh sẽ nhìn rõ ràng trên chuông lớn xuất hiện lỗ hỏng chẳng những xuyên thấu một đầu hơn nữa còn xuyên qua bên kia đây là một quyền ấn đột nhiên lữ hải dung nói ra sắc mặt tái nhợt việc này quá kinh khủng nhục quyền chẳng những có thể chống đỡ còn đánh xuyên qua thậm chí đánh tiên binh này tàn phế Tiên kim là cái gì? Là đồ vật cứng rắn nhất trên đời, cho dù là tiên vương cũng không thể phá hư, muốn phá hư cần dùng quy tắc dung luyện. Dùng tiên kim luyện chế tiên binh cũng kế thừa đặc tính này, sự thật chứng minh tiên binh cũng có thể dùng một quyền đánh vỡ. Đây là tuế nguyệt chung của vĩnh hằng tiên vương, Lữ Hải Dung Kinh Hô, nàng nhớ ra rồi. Vĩnh hằng tiên vương chính là tồn tại vô thượng cửu trọng thiên, không biết sống bao nhiêu kỷ nguyên, hắn vốn còn có thể sống thêm vô số kỷ nguyên nữa sau đó đột nhiên biến mất vào 78 kỷ nguyên trước và không xuất hiện lần nào nữa. Hiện tại tiên binh của hắn xuất hiện tại nơi này, hơn nữa bị đánh phá, chứng minh cái gì? Từ 8 kỷ nguyên trước, Vĩnh Hằng Tiên Vương đã chết. Không chỉ có côn bằng nguyên tổ, thì ra Vĩnh Hằng Tiên Vương cũng vẫn là không sai. Lữ Hải Dung cảm khái, trong giọng nói mang theo mờ mịt. Côn bằng nguyên tổ, Vĩnh Hằng Tiên Vương, còn có cung chủ côn bằng cung đời trước không ai không phải Tiên Vương cửu trọng thiên, hơn nữa còn là bá chủ trong cửu trọng thiên, thì tính sao, không phải chết sao. Nàng dốc sức liều mạng tu luyện có ý nghĩa gì chứ? Tiên vương cửu trọng thiên cũng không thể tiêu giao tự tại như nàng. Tiên binh của tiên vương cửu trọng thiên cũng bị một người đánh xuyên qua, như vậy thực lực người này. lang Hàn dừng một chút, thiên tôn, nữ hoàng, hổ nữ, như yêu nữ chăm miệng một lời. Chỉ có thiên tôn mới có thần thông lớn như vậy, khó trách người thế lực ngầm không lấy cái chuông này đi dù bị tàn phá thì nó cũng là trí bảo, bởi vì ý chí võ đạo của tiên vương cửu trọng thiên không biến mất muốn thu không có tu vi bát trọng thiên làm không được lăng hàn gật gật đầu nói cách khác tiên vương thủ nơi này dưới bát trọng thiên nữ hoàng hiểu ý của lăng hàn điểm ấy có thể xác định nhưng không làm bọn họ an tâm cho dù là tiên vương ngũ trọng thiên lục trọng thiên thất trọng thiên vẫn có thể dễ dàng chấn áp lữ hải dung chuyện xấu duy nhất là không biết cực hạn của tiểu cốt nằm ở nơi nào đi thôi lữ hải dung đã phục hồi tinh thần hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng, nàng làm sao dám do dự. Nếu như nàng có thể trở thành tiên vương cửu trọng thiên liền có thể hóa giải khốn cảnh của côn bằng cung trước mắt, hơn nữa còn có ý nghĩa cường đại. Hô, một cơn gió núi thổi qua, lúc thổi vào cái chuông, ngọn gió xuyên qua khe hở trên thân chuông phát ra tiếng rít như quỷ khóc, sau đó gió núi biến hóa thành nam tử áo xanh. Hắn phong thần tuấn lãng, thần thái làm mọi người cờ kinh không nói thành lời. Ánh mắt nam tử áo xanh nhìn sang mấy người lăng hàn như hai thanh kiếm đâm xuyên qua người, có thần uy vô thượng. Lữ Hải Dung vội vàng động thân mà ra, ông, tay nàng xuất hiện thanh kiếm, phù văn đại đạo trên thân kiếm bộc phát, chi thân ảnh nàng lui ra sau, ngay tiếp theo đám người lăng hàn cũng lui ra sau chừng 300 trượng, lui tới vách núi mới thôi. Chỉ một ngọn gió bởi vì xuyên qua cái chuông liền hóa thành hình người, một ánh mắt có thể bước lui tiên vương tứ trọng. A à hát, hát, quá không hợp thói thường, bái kiến tiền bối. Lữ Hải Dung đảo ngược thân kiếm, hai tay nắm chuôi kiếm hành lễ với nam tử áo xanh. Đây là chủ nhân của Tuế Nguyệt Trung, Vĩnh Hằng Tiên Vương. Đương nhiên, trong thân chuông chỉ lưu lại ý chí võ đạo mà thôi, chân thân đã sớm chết mấy kỷ nguyên. Nam tử áo xanh lộ ra vẻ mờ mịt và hơi si ngốc. Lăng Hàn vô cùng giật mình, đương nhiên Tuế Nguyệt Trung là Vĩnh Hằng Tiên Vương luyện chế, bởi vậy khí linh cũng là ý chí của bản thân Vĩnh Hằng Tiên Vương. Cho dù Vĩnh Hằng Tiên Vương hóa đạo mấy kỷ nguyên, tiên binh vẫn biến thành hình dáng của hắn, còn phát ra vài phần thần uy. Bởi vì bản thân tiên binh bị phá hư, khí linh cũng bị phế, cho nên huyễn hóa thành hình người cũng không tồn tại bao lâu. Ông, đúng lúc này tiểu cốt sáng lên, là xương trong người nó, lão cốt ma, đột nhiên nam tử áo lên tiếng, ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Lão cốt ma, tiểu cốt hào hứng bừng bừng, hắn luôn cam tâm tình nguyện bắt trước người khác. Ánh mắt nam tử áo xanh tỏa ra thần quang kinh người, hắn nhìn lên người tiểu cốt vài lần, Hắn lại nói thầm, thì ra ngươi cũng vẫn lạc, thì ngươi cũng vẫn lạc, Tiểu Cốt cũng thở dài lên tiếng, kỳ thật lời này rất chính xác, Vĩnh Hằng Tiên Vương đúng là chết vài kỷ nguyên rồi, đám người lang hàn cũng biết Tiểu Cốt học vẹt nhưng sinh ra cảm giác vui vẻ khó nói thành lời. Một tia ý chí lưu lại trên tiên khí, một bên là cục xương, hai bên cảm thán làm người khác cảm thấy là lạ. Nam tử áo xanh bấm chỉ tính toán, mí mắt khép hờ, nói: Thì ra đã qua nhiều năm như vậy, một người đã chết nói mình chết nhiều năm, chuyện này càng ngày càng quái. Tiền bối, dù sao ngươi đã vẫn lạc nhiều năm, không bằng giao cái chuông này cho ta đi. lang Hàn lên tiếng, câu nói này ra khỏi miệng, Lữ Hải Dung lập tức sợ hãi nhảy dựng lên. Người ta chính là tiên vương cửu trọng thiên, dù đã chết vô số năm nhưng dự uy vẫn còn, phải cung kính. Ngươi dám đòi hỏi tiên binh của người ta sao? Lá gan đủ lớn, da mặt đủ dày, nam tử áo xanh sững sờ, sau đó cười ha ha ta đã sớm chết đi vô số năm, một đám tàn hồn chấp niệm không biến mất ở lại trên tuế Nguyệt Trung, hiện tại ta đã giác tỉnh, tối đa hơn 10 ngày sẽ tan thành mây khói. Tốt, tuế Nguyệt Trung sẽ đưa cho ngươi, chương 2318, Hắc Long Vương, dựa vào, thật cho, Lữ Hải Dung rung động và thầm kêu đáng tiếc, sớm biết như vậy nàng nên lên tiếng trước, tuy tuế Nguyệt Trung đã tàn nhưng tiên binh do tiên vương cửu trọng luyện chế, nó vẫn có thể phát huy uy thế của thất trọng, bát trọng. Tiểu nha đầu, phúc duyên của ngươi không đủ, cũng không cần đáng tiếc. Nam tử áo xanh dường như biết Lữ Hải Dung đang suy nghĩ gì, hắn chỉ nói một câu. Lữ Hải Dung hoảng sợ, nàng chính là tiên vương tứ trọng thiên A, hỉ nộ không lộ nhưng không thể che giấu trước ánh mắt của đối phương, nhãn lực này quá cao minh. Ô, nhà đầu kia, nam tử áo xanh nhìn hổ nữ, lộ ra vẻ chợt hiểu, nói. Ngươi là thất đệ tử của côn bằng huynh sao, lạc ấn thần thức không trọn vẹn, người không thuộc mình, vật không phải vật, không phải người lúc trước không hổ là tiên vương cửu trọng thiên, không có cái gì lừa gạt được ánh mắt của hắn. Cho dù hắn hiện tại chỉ là một đám tàn hồn mà thôi. Tiền bối, ngài đã hy sinh trong chiến đấu với thế lực hắc ám, nhưng bây giờ đám thế lực hắc ám kia mưu toan rút lấy thiên địa bổn nguyên, phá hư phòng ngự thế giới chúng ta, kính xin tiền bối ra tay. Lăng hàn lại vái chào, hắc long vương không rõ cấp bậc gì, vạn nhất vượt qua tứ trọng thiên thì lữ hải dung chỉ đưa đồ ăn mà thôi. Nam tử áo xanh chính là tàn hồn của vĩnh hằng tiên vương, tính ra cũng là vĩnh hằng tiên vương hắn nghe xong liền giận dữ đám yêu nghiệt ngoại vực này còn chưa từ bỏ ý đồ oanh toàn thân hắn tỏa sáng chiếu rọi hư không tiễn đưa tiền bối lữ hải dung xoay người hành lễ trận chiến này là trận chiến cuối cùng của vĩnh hằng tiên vương thiên địa có linh người chết đạo tiêu một đám tàn hồn dựa vào tiên binh mới có thể tồn tại vài kỷ nguyên nhưng một khi phát huy sẽ thiêu đốt không còn cách tiêu vong không xa tiễn đưa tiền bối đám người lăng hàn cung kính hành lễ nhìn thấy tiên vương chiến chết đều là vui buồn lẫn lộn, chết trận vì tiên vực sẽ được hậu bối khắc ghi vĩnh viễn. Tiến đưa tiền bối, tiểu cốt cũng học theo, vĩnh hằng tiên vương cũng phải im lặng, hắn và tiểu cốt khi còn sống đều rất nổi danh, nếu nói thành đạo sớm thì tiểu cốt sớm hơn hắn, bây giờ tiểu cốt gọi hắn là tiền bối cho nên hắn vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại hắn không có tâm tình ôn chuyện với tiểu cốt, đây là trận chiến huy hoàng cuối cùng của hắn. Xíu, yêu yêu, một thân ảnh bay vút đi trong bóng tối. Đây là nữ tử, nhìn qua chừng 30 tuổi, dáng người phong tao, trâu tròn ngọc sáng, làn da tốt sáng bóng trong suốt như thủy tinh. Mái tóc dài phất phơ trong gió, ánh mắt nàng lại cực kỳ lăng lệ ác liệt. Thì ra là mấy con dẹp, nàng cười suy, một con hắc long xuất hiện sau lưng nàng, bốn chảo múa tỏa ra long uy đáng sợ. Đây là hắc long vương sao, không có hào quang dị sắc quấn quanh, hoàn toàn không nhìn ra tu vi của nàng. Bá hạ, vĩnh hằng tiên vương tức giận quát, ngươi lại không chết, hơn nữa còn rơi vào hắc ám bá hạ nội tâm đám người lăng hàn rung động trong thiên địa có long tộc đầu tiên chính là nguyên long tổ long đứa con thứ bảy của nó chính là bá hạ không nghĩ tới bá hạ lại là một nữ tử hắc long vương cất tiếng cười to rất cuồng không phải cuồng ngạo mà là điên cuồng ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn vĩnh hằng tiên vương nói lúc trước ta bị mặc phủ đại nhân bắt được các ngươi có ai tới cứu ta đừng nói các ngươi cho dù là phụ thân ta cũng bỏ ta vì sao ta phải bán mạng vì phiến thiên địa này? Ta muốn hủy phiến thiên địa này." Vĩnh Hằng Tiên Vương cực kỳ quyết đoán lao tới, nếu là như vậy thì không có gì phải nói. Hắn căn bản không nói nhảm cái gì kéo đối phương trở về quang minh, bởi vì chấp niệm của đối phương quá sâu, căn bản không khuyên được, thứ hai là hắn không có thời gian. Ầm, um, Hắc Long Vương đánh ra một quyền, quyền này hóa thành long trảo tấn công Vĩnh Hằng Tiên Vương, trên đầu nàng xuất hệ một đóa hắc liên tỏa ra khí thức yêu dị. Thập Lục Liên Lăng Hàn biết rõ cửu liên của thế lực hắc ám là thăng nguyên cảnh như vậy thập lục liên là cái gì? ầm vĩnh hằng tiên vương và hắc long vương va chạm một kích cực mạnh hai người đồng thời rút lui vạn dặm những nơi đi qua bọn họ triển khai chém giết điên cuồng ầm 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 tiếng va chạm vang lên như mưa làm người ta khiếp sợ hắc long vương không lâm vào hạ phong nếu ngươi ở trạng thái mạnh nhất năm xưa ta hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi hắc long vương ngạo nghễ lên tiếng ngươi hiện tại chỉ là một đám tàn hồn chỉ có thể phát huy thực lực bát trọng thiên, tuy ta là tiên vương thất trọng thiên nhưng được mặc phủ đại nhân ban cho sức mạnh to lớn, căn bản không kém gì ngươi. Ta có thân thể, thần hồn nguyên vẹn, ta có thể chiến đấu liên tục, còn ngươi thì sao? Chỉ là ngọn đèn trước gió, tùy thời bị dập tắt. Vĩnh hằng tiên vương không đáp, hắn toàn lực xuất khích, hắn hét lớn, hai tay hắn hóa thành bóng mở ẩn chứa tuế nguyệt tang thương. Đây là hắn ngưng tụ thời gian quy tắc, nếu bị đánh trúng mục tiêu, Đối phương xé bị thời gian xé nát thân thể có khả năng bị ném tới mấy trăm năm trước, có thể là mấy vạn năm, cũng có thể là mấy kỷ nguyên trước. Đối phương nói không sai, thời gian của hắn không nhiều lắm, Hắc Long Vương lại có thể trường tồn vạn cổ, cho nên đây là trận chiến không công bằng. Nội tâm Lăng Hàn Dung động mạnh, không ngờ thế lực ngầm lại xem trọng nơi này như thế, xuất động cường giả thập lục liên tỏa chấn cảnh giới bản thân là với tiên vương thất trọng, chiến lực lại không kém gì bát trọng thiên. Đều nói tiên vương cửu trọng thiên một bước một trọng thiên, Hắc Long Vương được mặc phủ đại nhân gì đó ban lực lượng lại có thể vượt qua một trọng thiên. Lực lượng hắc ám đáng sợ như vậy sao? Hơn nữa lực lượng hắc ám này làm người ta rung động tim đập thình thịch. Y nha nha, tiểu cốt sừng sốt một chút, đột nhiên lộ hung quang, sát khí sôi trào. Lực lượng hắc ám là đại địch của hắn. Oanh, tiên vương cốt ở trong cơ thể hắn lưu chuyển ra hào quang vô tận, từng viên từng viên ký tự nhảy lên, sông thẳng bầu trời, thậm chí xé rách hư không phong bạo trên không trung đại lục lại cuốn lên cao cao. Giết, vẻ mặt tiểu cốt giận dữ, giết về phía Hắc Long Vương. Ồ, Hắc Long Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng nguyên bản không để đoàn người lăng hàn ở trong mắt, có thể được nàng coi là đại địch cũng chỉ có vĩnh hằng tiên vương mà thôi. Nhưng hiện tại tiểu cốt phát huy, càng tỏa ra một luồng khí thế để nàng không dám xem thường. chương 2319, hai đại tiên vương tầng 9. Ha ha, lão cốt ma, người rốt cục muốn phát huy sao? Vĩnh hằng tiên vương cười to, y nha nha lúc này tiểu cốt không còn hứng thú học vẹt trở tay thăm dò vào trong cơ thể rút xương cốt tiên vương kia ra sau đó đánh về phía hắc long vương lão cốt ma hắc long vương nhíu mày sau đó bừng tỉnh ngươi là cốt ma tiên vương nàng lộ ra vẻ kiêng rè cốt ma tiên vương nổi danh tương đương vĩnh hằng tiên vương nhưng thời gian thành đạo càng sớm hơn truyền thuyết hắn chính là một cây xương thông linh cuối cùng thành tựu tiên vương bởi vậy tuy hiện tại tiểu cốt ngốc không ra gì nhưng chỉ cần tiên vương cốt kia còn ai cũng không thể coi thường hắn. Oanh, cây tiên vương cốt này lưu chuyển ra hào quang óng ánh, một cái lại một cái phù hiệu sáng lên, đều là đại đạo chân giải tầng 9, tùy ý một cái liền có thể ép sụp bầu trời. Nếu không phải đây là chiến đấu ở trong hư không, e là trời xanh đã sớm sụp đổ. Mà nơi này là nơi một vị thiên tôn luyện chế bảo khí, bị luyện hóa cực kỳ kiên cố, ngay cả tiểu cốt, hắc long vương, vĩnh hằng tiên vương chiến đấu cũng chỉ đổ nát hòn đá, để vách núi rơi rụng. Nếu không thì, Thiên vương tùy ý một đòn liền có thể làm cho vùng thung lũng này hoàn toàn biến mất, trở thành một đại hải, thậm chí hư vô. Hắc Long Vương cười ha ha, liền để ta gặp gỡ hai vị đại nhân tầng 9 thanh danh hiển hách lúc trước, có thể cùng cha ta nổi danh a. Mi tâm của nàng, một đóa hắc liên 16 cánh nở rộ, cả người nàng dâng trào ra khí tức hắc ám, hoàn toàn không hợp vùng thế giới này. Hắc Long ám diệt sóng, nàng khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, một đạo hắc quang tuôn ra, hóa thành một đầu rồng hắc ám cắn tới tiểu cốt cùng vĩnh hằng tiên vương, khi đầu rồng sắp cắn đến, miệng rồng mở rộng, phun ra một đóa hoa sen màu đen, nhất thời, khí tức hủy diệt vô tận lộ liễu, phảng phất như toàn bộ thế giới đều muốn hủy hoại trong một ngày. vĩnh hằng tiên vương cùng tiểu cốt đều ra sức giáng trả, oanh oanh oanh, bọn họ cùng dùng tiên pháp đối kháng đóa hắc liên này. khủng bố chính là, hắc liên này phảng phất như một mảnh trời, căn bản không thể tiêu diệt, không thể ngăn cản, càng từng điểm từng điểm ép tới vĩnh hằng tiên vương cùng tiểu cốt. Ha 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 ha, cái gì tiên vương tầng 9, ở trước mặt lực lượng của hắc ám không đỡ nổi một đòn. hắc long vương cười to, hai tay chống giống nốt hoa sen, nàng đang cung cấp lực lượng cho đóa hoa sen này. Tuế Nguyệt Trung, đến, vĩnh hằng tiên vương khẽ quát một tiếng, vù, chiếc chuông lớn đồng thau trong cốc kia lập tức hưởng ứng. Bay lên trời, bay về phía vĩnh hằng tiên vương. Tuế Nguyệt như ca, hắn nhẹ giọng nói, sau đó quay về Tuế Nguyệt trung hư không điểm một cái. Con, một tiếng chuông vang vọng hư không, con, 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 lại có mấy tiếng chuông vang vọng, có đến từ quá khứ, có đến từ tương lai. Vĩnh hằng tiên vương, hắn là tiên vương nắm giữ quy tắc thời gian, cũng tu quy tắc thời gian đến trí cao, có thể thay đổi quy một khứ, ảnh hưởng tương lai. Vô, trong hư không mở ra một con đường, chỉ thấy một tên nam tử mặc áo xanh đang từ bên trong bay vụt tới. Đó là một tên vĩnh hằng tiên vương, vĩnh hằng tiên vương của một thời không khác, từ tám kỷ nguyên trước, vĩnh hằng tiên vương vẫn chưa có chết, được vĩnh hằng tiên vương hiện tại lấy tuế nguyệt chung làm môi giới, mạnh mẽ kéo tới. Đây là thân quá khứ, tồn tại không được bao lâu, nhưng đó là tiên vương tầng 9 chân chính, toàn lực bạo phát, cũng không cần mấy chiêu liền có thể xóa bỏ tiên vương tầng 8. Tuế nguyệt như ca, lẽ nào thức tiên pháp này truyền từ vĩnh hằng tiên vương? hắc long vương nhất thời biến sắc, tuyệt không thể để cho thân quá khứ này bước đến, nếu không thì nàng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nàng hét lớn một tiếng, cả người nhất thời có từng mảng từng mảng long lân trồi lên, cả người nàng biến thành một con rồng, sau đó phẫn nộ vung chảo, quét về phía đường hầm thời không kia. Oanh, lực lượng kinh khủng cuốn qua, cái đường hầm thời không kia nhất thời bị oanh diệt. Vĩnh Hằng Tiên Vương không khỏi cau mày, lực lượng của hắn bây giờ quá yếu, mà quá khứ thân lại quá mạnh mẽ, dẫn đến quá khứ thân đến trở nên cực kỳ khó khăn, cũng cực kỳ chậm, lại bị Hắc Long Vương quét qua như thế, trực tiếp đánh vỡ đường hầm thời không. Các ngươi còn có chiêu gì không? Hắc Long Vương cười lớn, hai tiên vương tầng 9 năm xưa ở trước mặt nàng chỉ có khổ sở dẫy dụa, làm cho nàng vô cùng đắc ý. Đã từng cao cao tại thượng thì đã làm sao, hiện tại chỉ có bị nàng cuồng loạn. Đưa các ngươi lên đường, thân rồng của Hắc Long Vương cuốn qua, dưới chân dẫm một đóa hắc liên 16 cánh, lực lượng của diệt thế cuồn cuộn, nàng phảng phất như vô địch thế gian. Y nha nha, tiểu cốt vô cùng phẫn nộ, nhưng lực lượng cực hạn của hắn cũng chỉ là tầng 8, thậm chí càng yếu hơn một ít, tự nhiên không thể trấn áp Hắc Long Vương. Mà Vĩnh Hằng Tiên Vương càng là hoa vàng ngày mai, tàn hồn lúc nào cũng có thể dập tắt. Bại cục đã định, lui, Lữ Hải Dung quyết định thật nhanh, nếu chờ Hắc Long Vương rảnh tay, vậy bọn họ đều chỉ có một con đường chết. Làm sao chống lại Tiên Vương tầng 7, huống chi người ta còn có sức chiến đấu của tầng 8. Các ngươi đi trước, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, lập tức nắm chắc chủ ý. Hắn không bỏ xuống được những thiên địa bản nguyên kia, một là có thể để cho hắn càng mạnh mẽ hơn, hai là vạn nhất lọt vào trong tay thế lực hắc ám vậy cách thế lực hắc ám xâm lấn quy mô lớn lại gần một bước nhất định phải thử một lần liều mạng một phen mà sức lực của hắn là đến từ hắc tháp chúng ta ở cùng ngươi nữ hoàng lập tức nói không chỉ có các ngươi rời đi ta mới có thể buông tay một kích lang hàn nói hắc tháp toàn diện phát huy uy lực ngập trời tin tưởng ngang hàng hắc long vương thậm chí chân áp cũng không khó nhưng có khả năng đưa tới mấy lão quái vật kia vì lẽ đó hắn phải hoàn toàn không có nỗi lo về sau nữ hoàng tâm tính kiên quyết lập tức gật gù kéo lên hổ nữ còn kêu to hoa hoa nhảy về phía lữ hải dung lữ hải dung cũng không khuyên can nếu là truyền nhân của vị đại nhân kia có can đảm như vậy tự nhiên là phải hơn nữa cũng có thể có năng lực lấy gà trong lửa đi tay ngọc của nàng cuốn một cái thu các nữ lên thân hình phá tan hư không lập tức trốn xa con dẹp nhỏ